Bước chân Hàn Lập không dừng lại chút nào, tựa hồ không nghe thấy nữ tử áo tím nói, rất nhanh thân ảnh biến mất trong thông đạo. Nữ tử áo tím thấy cảnh này, sắc mặt giận dữ càng nặng thêm, hung hăng dậm chân, quay người đi trở về. Ha ha, vị lệ đạo hữu này ngược lại là người rất thú vị, không biết mạng có cứng như vậy hay không. Đồ cương thu hồi ánh mắt trên bóng lưng Hàn Lập, nhìn cốt thiên tầm, cười ha ha nói. Trong mắt cốt thiên tầm chấp động hào quang, thần tình không thấy hỉ nộ, không biết suy nghĩ cái gì. Hàn Lập đi theo thông đạo phía dưới, rất nhanh đi tới phía dưới sảnh tối. Độc Long cùng Độc Giác Đại Hán đứng kề vai sát cánh nơi này, đang thương lượng cái gì, thấy Hàn Lập xuất hiện, Độc Giác Đại Hán ngẩng đầu lên. "Sự tình ngươi cùng Độc Long, ta đã nghe nói, có thể an bài hai người các ngươi lên đài giải quyết ân oán, bất quá phải đợi một lát, hiện tại ba đài thi đấu đều đang được sử dụng." Độc Giác Đại Hán nói với Hàn Lập, Hàn Lập nghe vậy gật đầu nhẹ, phối hợp đi tới bên cạnh sảnh tối ngồi xuống, nhắm mắt lại từ đầu đến cuối cũng không có nhìn độc long. Độc long chứng kiến Hàn Lập chấn định như thế, nhíu mày, lập tức âm thầm cười lạnh một tiếng, ngồi xuống một chỗ khác. Gần nửa canh giờ trôi qua, một đài thi đấu cuối cùng đã kết thúc. Hàn Lập cùng độc long hầu như đồng thời đứng lên, theo độc giác đại hán an bài, cả hai bước lên đài thi đấu. Lúc tuyên bố mở màn, độc giác đại hán cũng không có dấu diếm, Tuyên bố trước mặt mọi người tình huống hai người Hàn Lập cùng Độc Long mượn nhờ tỉ thí, giải quyết ân oán cá nhân. Độc Long cùng Hàn Lập đều coi như là nhân vật phong vân ở huyền đấu trường, Độc Long là huyền đấu sĩ trên danh nghĩa lão đại khu thứ 9, Hàn Lập mặc dù là mới nhưng rất xuất sắc, gần đây cơ hồ bách chiến bách thắng, danh tiếng thật sự rất lớn. Cả hai bọn họ lên đài thi đấu để giải quyết ân oán cá nhân, càng làm cho người xem phụ cận thêm hưng phấn, trong miệng la lên tên Độc Long cùng lệ phi vũ. Trong lúc nhất thời khán đài sôi trào, thanh âm hoan hô ẩm ĩ lên. Bây giờ trên đài cũng đã công bố ra tỷ lệ đặt cược cho trận đấu này là một ăn hai hắc hắc không thể tưởng được tiểu tử ngươi lại rất có nhân khí hào hào cảm thụ một chút bầu không khí này rất nhanh sẽ không cảm giác được nữa độc long nghe tiếng hoan hô chung quanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thích thú hàn lập đứng lẳng lặng cách đó vài chục trượng mí mắt rủ xuống không nói gì tựa như đang thần du vật ngoại hắn như vậy cũng không phải là giả bộ từ lúc bước lên đài thi đấu trên thân độc long liền tản mát ra một cỗ sát ý khổng lồ một luồng sóng không ngừng áp bách đến cỗ sát ý này đậm đặc vô cùng như sóng giữ ngập trời hắn mơ hồ thấy sau lưng độc long là một mảnh huyết hồng đại địa vô số đống xương trắng chất thành sơn phong máu nhuộm núi sông thiên địa đều màu đỏ hàn lập tự nghĩ cũng đã từng giết vô số địch nhân nhưng sát khí hắn có được so với độc long bây giờ quả thực là tiểu vu kiến đại vu đối phương không hổ là huyền đấu sĩ mạnh nhất khu thứ 9, hiển nhiên cũng là do chém giết không biết qua bao nhiêu năm tháng mới ra được đấy hắn ngưng tụ tâm thần kiệt lực không để sát ý của đối phương làm ảnh hưởng. Độc Long thấy Hàn Lập tựa hồ không bị bản thân ảnh hưởng, chỗ sâu trong ánh mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay cửa đại sảnh trao đổi, đám người cốt thiên tâm, đồ cương, tôn băng hà đều tụ tập ở nơi này, từ trên cao nhìn xuống đài thi đấu. Những người phụ cận ba người so với vừa rồi ít hơn rất nhiều, đại đa số huyền đấu sĩ bây giờ đều vào tới đài đánh cược. Xem bộ dạng như vậy, tâm trí lệ phi vũ này có chút kiên định, vậy mà cũng không sợ tu la sát cảnh của độc long. Đuôi lông mày đồ cương nhảy lên, trong mắt hình như có hào quang hiện lên, nói ra. Sắc mặt cốt thiên tầm lạnh nhạt không nói gì, nữ tử áo tím bên cạnh nàng lại khinh thường hừ một tiếng. Ánh mắt tôn băng hà lạnh lùng nhìn đài thi đấu phía dưới, cũng không nói gì. chương 872, đánh cược, cốt đạo hiếu, người thấy trận chiến này thế nào? Đồ cương cũng không lúng túng vì không ai để ý tới, nhìn về phía cốt thiên tầm, cười hỏi nếu xem thực lực bên ngoài đương nhiên là độc long chiếm ưu thế bất quá nhân tố ảnh hưởng thắng bại rất nhiều lệ phi vũ cũng không phải không có cơ hội thắng cốt thiên tầm chậm rãi mở miệng nói nghe ý tứ cốt đạo hữu như vậy chẳng lẽ cho rằng lệ phi vũ này sẽ gây bất ngờ lớn ý cười trên mặt đồ cương càng sâu nhưng cốt thiên tầm lại cười nhạt một tiếng một bộ dạng từ chối cho ý kiến từ trước đến nay ánh mắt cốt đạo hữu sắc bén đặc biệt tinh thông dự đoán thắng bại chưa sai lần nào, nhưng giờ ta lại không cho là đúng. Chúng ta đánh cược một ván chứ. Trong mắt đồ cương lập lè tinh quang, chậm rãi nói. Đồ đạo hữu muốn đánh cược gì? Khóe miệng cốt thiên tầm hơi nhếch lên, giống như cười mà không cười hỏi. Lời vừa nói ra, trên mặt nữ tử áo bào tím bên cạnh lộ ra thần sắc khó tin, sắc mặt những người bên cạnh cũng hơi thay đổi. Trong một lần ngẫu nhiên vài năm trước, ta đã lấy được một mai rùa địa cấp hắc vân lân quy, không biết cốt đạo hữu có vừa mắt với nó không? đồ cương điềm tĩnh nói xem ra đồ đạo hữu đến đã có chuẩn bị mai rùa địa cấp hắc phân lân quy đúng là bảo vật hiếm thấy ta đang cần nó nói đi ngươi coi trọng vật gì trên người ta cốt thiên tầm nghe thế đôi mắt bình tĩnh hiện lên một tia chấn động nói nghe nói trong tay cốt đạo hữu có một khối phượng hoàng huyết ngọc không biết đã dùng hết chưa đồ cương liếm liếm bờ môi hỏi ta nói sao hôm nay đồ đạo hữu đột nhiên tới đây quan sát cuộc tỉ thí này thì ra là muốn mượn cuộc tỉ thí này mưu đồ phượng hoàng huyết ngọc của ta. Vận khí ngươi không tệ, bây giờ vật ấy vẫn còn trong tay ta. Cốt thiên tầm chỉnh lại tóc mai, nói, không biết cốt đạo hữu có dám đánh cược ván này hay không. Hai con người đồ cương trong suốt, hỏi từng câu từng chữ. Nếu đồ đạo hữu đã nói đến nước này rồi, đương nhiên ta sẽ không làm mất hứng đạo hữu. Tốt, ta đánh cược, cốt thiên tầm gật đầu nhẹ, bình tĩnh nói, được, một lời đã định tia vui mừng trong mắt đồ cương lóe lên tỷ tỷ người có nắm chắc không nữ tử áo bào tím lẩm bẩm nói cốt thiên tầm không nói gì khóe miệng lần nữa lộ ra một tia cười nhạt đồ cương thấy nụ cười trên mặt cốt thiên tầm trong lòng cảm thấy có chút không đúng bất quá đánh cược đã đạt thành y cũng không hề suy nghĩ nhiều dù sao độc long kia thành danh đã lâu tại huyền đấu trường này lệ phi vũ chỉ có danh tiếng còn tu vi thân thể so với độc long thì kém một mảng lớn tôn đạo hữu cũng có hứng thú tham gia việc này không đồ cương quay đầu nhìn về phía tôn băng hà bên kia hỏi không có hứng thú cả người tôn băng hà tản mát ra một cỗ hơi thở rét buốt lời nói cũng lạnh như băng đồ cương cười cười cũng không để ý ánh mắt nhìn về phía đài thi đấu trên đài thi đấu ánh mắt hàn lập nhìn chằm chằm vào độc long phía trước đương nhiên không biết sinh tử quyết đấu của mình và người trước mặt lại trở thành thứ đánh cược cho người khác hai tay độc long ôm ngực mặt không biểu tình nhìn qua hàn lập ánh mắt lạnh băng như đang nhìn một người chết theo một tiếng ra lệnh của độc giác đại hán đồng tử hàn lập đột nhiên co rụt lại thân thể nhoáng lên thân hình như điện bay nhào tới phát động công kích trước hầu như trong nháy mắt đã đến cạnh người độc long một quyền đánh xuống dưới xương sườn thực lực của hắn vô cùng nhỏ yếu so với độc long nếu để đối phương chiếm được tiên cơ hắn sẽ thật sự không cách nào xoay chuyển tình thế mà độc long không chút phản ứng nào với việc hàn lập tấn công trước hai tay xòe ra ầm ầm trong nháy mắt không khí cạnh y đều gãy khúc hiện lên chấn động trong suốt. Một cỗ khí tức thâm sâu khổng lồ như biển bóng phát ra từ trên người y. Sát khí trên người y dung hợp với cỗ khí tức khổng lồ này, hình thành một cỗ áp lực như có thực chất, đột nhiên đè ép về bốn phương tám hướng. Nắm đấm Hàn Lập chưa đụng tới Độc Long, cả người như gặp phải trọng kích, đặc biệt trong đầu như bị một thanh đại chùy hung hăng đập một cái. Sắc mặt hắn không khỏi trắng bệch, nắm đấm cũng không đánh ra được, người không tự chủ lui về sau vài bước. Khóe miệng Độc Long nhếch lên một chút, sau đó chỉ nghe ầm ầm một tiếng, bãi đất cao trước sàn đấu nổ tung tạo ra một cái hố to, vô số đá vụn bắn ra bốn phía. Mà thân hình khổng lồ của độc long trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau một khắc, một cái chân dài màu đen lăng không xuất hiện trước người hàn lập, một chân quét ngang. Một tiếng rít vang chói tai phát ra, những nơi chân dài màu đen đi qua, hư không thình lình rung động nhẹ nhẹ mắt thường có thể thấy được, hung hăng đạp về phía hàn lập. Chân dài chưa đến, tiếng gió ác liệt đã gần như xé rách ra hắn sống chết trước mắt, thực lực hàn lập triển lộ ra hết. Bốn người ba huyền khiếu trên thân đều sáng lên, đặc biệt bảy chỗ huyền khiếu trên đùi càng phát ra quang mang sáng rực, hai chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất. Âm một tiếng, mặt đất dưới chân hắn cũng bị đạp ra một cái hố to, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh bắn về phía sau, khiến cho một chân này của độc long quét vào hư không. Trên mặt độc long lộ ra một tia kinh ngạc, dừng bước. Chỉ nghe mặt đất lần nữa chấn động ầm ầm, Thân thể của y cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng đuổi theo hướng Hàn Lập. Tốc độ hai người tương đương, nếu tại nơi khác, Hàn Lập cũng có thể bỏ trốn mất dạng. Nhưng giờ phút này bọn hắn đang trên đài thi đấu, không gian có hạn, rất nhanh hai người đã đuổi chạy tới mép đài thi đấu, không còn đường tiến. Độc Long gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt cả người cao thêm gần nửa, Huyền Khiếu toàn thân hiện ra từng điểm tinh quang, khoảng 71 cái, chủ yếu nằm trên ngực bụng và đùi phải. Huyền Khiếu trên đùi phải dày đặc chừng ba bốn mươi cái mơ hồ một cái bỗng nhiên hóa thành bóng dáng bảy tám cái chân hung hăng đạp mạnh xuống hàn lập hư không nổ vang phát ra tiếng rít chói tai toàn bộ đài thi đấu như không chịu nổi lực lượng một chân này của độc long rung lên nhảy nhẹ mà nét mặt hàn lập cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng bước chân dịch chuyển trong nháy mắt cả người lay động như tơ liễu trong gió lớn không biết dùng cách nào bay vút ra ngoài từ chỗ hư ảnh bảy tám chân của độc long đồng tử độc long co rụt lại trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ Ồ, đây là thân pháp gì? Cốt thiên tầm nơi xa thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Khoe môi nữ tử áo bào tím giật giật, trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp. Tình báo sai, tiểu tử này đã có 43 huyền khiếu rồi. Không phải là vì lần tỉ thí này mà phục dụng đồ vật gì gây tổn hại nguyên khí chứ. Đồ cương sờ lên cằm, thì thào lẩm bẩm. những người khác cũng mang thần sắc khác nhau, có giật mình, có nhíu mày. Trên huyền đấu trường, Tuy Hàn lập bằng vào vũ hóa phi thăng công khéo léo tránh khỏi công kích của Độc Long, nhưng uy lực một kích này của Độc Long thực sự quá lợi hại, thân thể hắn chịu không ít ảnh hưởng từ công kích, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Trong mắt hắn hơi hít lại, cũng không chạy trốn, hai ngón tay phải đột nhiên đâm thẳng tới, mạnh mẽ đâm về phía trái tim ngực trái Độc Long. Quang mang lóe lên trên hai ngón tay, trong nháy mắt ngón tay trở nên trắng muốt như ngọc, phát ra tiếng rít sắc nhọn, cực kỳ mạnh mẽ. Vẻ kinh hãi lóe lên trên mặt Độc Long rồi thu lại. Y bỗng gào to một tiếng, nâng mạnh tay lên, giống như vuốt hổ, vô cùng mạnh mẽ vỗ xuống tay Hàn Lập. Không khí nổ vang đùng đùng, dường như một tiếng sấm rền. Mặc dù trên tay y không mở ra huyền khiếu, nhưng một kích này cũng vô cùng có lực, nếu như bị đập trúng, chỉ sợ cánh tay Hàn Lập sẽ lập tức bị đánh cho vỡ nát. Nhưng vào thời khắc này, hướng đi của ngón tay Hàn Lập mạnh mẽ biến đổi, từ trên biến xuống, đâm về bụng dưới Đan Điền Độc Long. Biến cố đột ngột này, Độc Long cũng không kịp ngăn cản chỉ có thể khẽ quát một tiếng, huyền khiếu tinh quang trên thân sáng ngời, trên dưới toàn thân hiện ra một mảng sáng óng ánh như có thực chất ngăn trước ngón tay hàn lập, đúng là chân cực chi mô. Theo một tiếng xoẹt giòn vang, hai ngón tay hàn lập đã đâm vào trong chân cực chi mô, thế như trẻ che thẳng hướng đan điền độc long. Cuối cùng sắc mặt độc long cũng biến đổi, đùi phải mạnh mẽ đạp lên mặt đất. Một tiếng vang ầm ầm thật lớn, toàn bộ lôi đài mạnh mẽ lắc lư, mặt đất dưới chân hàn lập đột nhiên như biến thành lò xo, một cỗ lực lượng khổng lồ phát ra dưới chân, hất văng cơ thể hắn lên, ngón tay đâm tới cũng ngừng lại. trong nháy mắt Hàn Lập hiện lên một tia kinh sợ. việc liên tiếp tránh né công kích của Độc Long nhìn như đơn giản nhưng kỳ thật hắn đã làm hết sức vậy mà lại bị Độc Long dễ dàng phá vỡ. tuy hắn đã sớm tưởng tượng thực lực tranh lệch giữa hai người nhưng không nghĩ tới tranh lệch còn lớn hơn rất nhiều so với dự đoán. sau một cước làm Hàn Lập bay bổng, thân thể Độc Long lập tức xoay một vòng, vùng chân quét quang một cái một cỗ man lực rời núi lấp biển như lôi đình phá không kéo tới không khí nổ tung ầm ầm sóng khí dữ dội hiện lên như bị xé toạc ra cơ thể hàn lập đang ở giữa không trung không chỗ mượn lực tránh né chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng toàn bộ huyền khiếu trên người đều phát quang mang song quyền đột nhiên đánh ra kết quả ầm một tiếng vang thật lớn một cỗ man lực cuồng bạo khó có thể tưởng tượng bay vào đến từ phía đối diện so với lực lượng cánh tay kia của thần dương còn lớn hơn hai tay hàn lập đau nhức kịch liệt cả người như một bao cát bay ngang ra ngoài, nện mạnh trên đất. Lại một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị đánh ra một hố to, đá vụn vang tung tóe. Hắc hắc, tranh lệch này thật sự quá lớn, thoạt nhìn, trận đánh cược này ta thắng rồi. Trước đại sảnh trao đổi, Đồ Cương thấy một màn như vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, cười hắc hắc nói. Bây giờ nói thắng bại vẫn còn sớm, sắc mặt cốt thiên tầm không chút thay đổi, nhàn nhạt, nhạt nói. Vậy đợi xem tận mắt đi, ngược lại ta muốn nhìn xem có kỳ thích gì xảy ra không đồ cương liếc nhìn cốt thiên tầm nói ra trong hố lớn đầu hàn lập choáng váng từng cơn trong miệng mắt mũi đều là máu tươi hai cánh tay lại càng đau nhức kịch liệt hắn mạnh mẽ lắc đầu tinh thần tê cứng phấn chấn lại trở mình nhảy khỏi hố sâu nhưng hàn lập vừa ngẩng đầu đã thấy độc long lần nữa nhào tới như điện lại là một chân quét ngang mạnh mẽ đạp vào phía lồng ngực hắn bất quá lúc này người hắn đã trên đất hai chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất thi triển vũ hóa phi thăng công giống như một mảnh tơ liễu bắn ngược về sau trốn tránh, thoát hiểm một chân này. Độc Long cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa chuyển một cái, chân phải đột nhiên biến thành một điểm, như một trường mâu, cực kỳ nhanh chóng đâm về phía ngực Hàn Lập. Hơn 10 điểm huyền khiếu trên đùi y rực sáng quang mang, lúc di chuyển bên trong huyền khiếu đều tuôn ra một cỗ cự lực, như sóng giữ thác nước tuôn ra. Lúc này Hàn Lập đã dùng hết toàn lực, trong mắt lập tức lạnh lẽo, chỗ mi tâm chấp động tinh quang, mơ hồ hiện ra một đạo kiếm ảnh óng ánh, liền muốn thi triển thần niệm chi kiếm quyết một trận tử chiến. Vào thời khắc này, ánh mắt hắn chợt lóe lên, kiếm ảnh óng ánh ở mi tâm đột nhiên biến mất, dưới chân liên tục điểm lên mặt đất, lướt ngang bên cạnh trốn tránh. Cùng lúc đó, cánh tay hắn vung lên, nơi lòng bàn tay hiện lên một đoàn hào quang óng ánh. Chương 873, tai họa ngầm. Chỉ nghe một tiếng xuỵ vang nhỏ, một sợi xiềng xích óng ánh mở ảo từ trong lòng bàn tay Hàn Lập bắn ra, không ngờ đó là thần niệm chi liên liền quấn lấy đùi phải của độc long, mẽnh mẽ hất qua một bên. Trên đỉnh sợi xích lóe lên hào quang, từ ngưng thực hóa thành hư ảo, lóe lên xuyên qua chân cực chi mô của gã, chui vào nơi nào đó trên đùi phải gã. Chợt động tác đùi phải độc long cứng đờ, liền bị xiềng xích thần niệm hất qua một bên, bay sát qua thân thể hàn lập. Khiến cho cả người gã đập vào mặt đất, từ đó phát ra một tiếng vang ầm ầm thật lớn. Cả người hàn lập nhoáng một cái, liền lại lần nữa thối lui qua một bên cách gã vài chục trượng, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Mắt thấy biến cố xảy ra liên tiếp này, mọi người ở đây đều khẽ giật mình, cả đấu trường lập tức trở nên yên tĩnh. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, con mắt đồ cương trừng lớn, khó có thể tin được, mà thốt lên lời. Vẻ mặt lạnh lùng của Tôn Băng Hà cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Còn ánh mắt nữ tử mặc áo bào tím thì nhìn đăm đăm, miệng thơm khẽ mở, mơ hồ muốn phát ra một tiếng kinh hô. Giờ phút này, Trần Lâm đứng sau lưng cốt thiên tầm, nhìn thấy tình cảnh trên đấu trường, chợt nhớ lại lời nói mà cốt thiên tầm vừa nói trước đó ánh mắt khẽ động dường như đang nghĩ tới cái gì đó chỉ có mỗi cốt thiên tầm là khóe miệng nở ra nụ cười khẽ vuốt cằm giống như đã sớm dự liệu được tình huống này rồi trên đấu trường cả người độc long đập mạnh xuống đất cũng không có thổ thương gì gã liền vỗ bàn tay xuống mặt đất từ đó phát ra tiếng nổ ầm mượn lực đó mà nhảy lên một cái gã quay đầu nhìn chằm chằm hàn lập mơ hồ trong mắt lộ vẻ khác lạ chợt gã hét lên một tiếng giận dữ thân hình khẽ động Oanh, bàn chân của độc long rậm mạnh xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to, cả người gã lần nữa biến mất, sau một khắc liền xuất hiện bên cạnh hàn lập, đùi phải của gã như một thanh khảm đao khổng lồ, mang theo từng đạo tàn ảnh, tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn rất nhiều, hung hăng đá về bên hông hàn lập. Những nơi thối ảnh đi qua, liền từ hư không phát ra tiếng rít gió chói tai. Hai con mắt hàn lập ngưng lại, thân ảnh hắn nhoáng một cái né qua một bên, đồng thời từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra sợi thần niệm chi liên, như thiểm điện cuốn lấy đùi phải độc long, mũi nhọn xiềng xích lần nữa đâm đúng vào chỗ vừa rồi trên đùi phải của độc long. Nơi đó chính là một huyệt huyền khiếu. Khi bị thần niệm chi liên đâm chúng, đột nhiên huyền khiếu tỏa ra ánh sáng chợt hỗn loạn kịch liệt, chân cực chi mô của gã cũng đã hơi trở nên mỏng mảnh đi rất nhiều. Động tác đùi phải độc long cũng vì vậy mà lần nữa chậm lại, cả người nhoáng một cái, liền lại lần nữa ngã trên đất. Khóe miệng hàn lập lộ ra vẻ tươi cười, cánh tay vừa hơi động, Chợt thần niệm Chi Liên trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu. Xung quanh trên khán đài bắt đầu truyền ra âm thanh kinh ngạc, vẻ mặt người xem lộ ra vẻ khó có thể tin được. Thực lực Độc Long chiếm ưu thế hơn Hàn Lập, mới vừa rồi còn chiếm thượng phong, vậy mà trong nháy mắt tình cảnh liền đã mau chóng thay đổi. Động tác hai người Hàn Lập cùng Độc Long nhanh như thiểm điện, thần niệm Chi Liên lóe lên hình dáng mờ ảo, đám người xung quanh khán đài ngoại trừ một số ít ra, những người khác không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy mỗi lần Hàn Lập vung tay lên, từ đó hiện ra một đạo bóng trắng mờ ảo, sau đó lại thấy độc long lần nữa ngã xuống đất. Bên ngoài đại sảnh trao đổi, người đã sớm nhận ra, sắc mặt đồ cương hơi trầm xuống, quay đầu nhìn về phía cốt thiên tầm, hỏi. Người cảm thấy như thế nào? Cốt thiên tầm nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt cốt đạo hữu cao minh, đồ mỗ thúc ngựa còn không kịp, cam bái hạ phong, mai rùa hắc văn lân quy kia, ta sẽ phái người đưa đến cho ngươi, cáo tử. Đồ cương hừ lạnh một tiếng, chắp tay, rồi quay người rời đi ánh mắt tôn băng hà sáng lên, cũng quay người rời đi. Sao bọn hắn đều đi vậy, tuy là lệ phi vũ nhìn giống như chiếm thượng phong, nhưng căn bản không có tổn thương chí mạng gì đến độc long cả, còn chưa phân thắng bại mà. Nữ tử mặc áo bào tím lộ vẻ kinh ngạc, nói. Thắng bại sớm đã phân rõ, cốt thiên tầm từ tốn nói ra, nữ tử áo bào tím nghe vậy, khẽ giật mình, diêu ly, mặc dù những năm nay thực lực của ngươi có tiến triển không ít, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút thiếu sót, nếu ngày sau có cơ hội, thì hãy lĩnh giáo một chút với vị lệ phi vô kia điều đó rất có lợi thật lớn cho ngươi chớ đừng có mà làm ra chuyện gì ngây ngơ cả cốt thiên tầm nói một tiếng rồi cũng quay người đi vào bên trong đại sảnh vâng trong mắt diêu ly hiện lên một tia giận dữ giống như đã bị vũ nhục nhưng trong miệng thì lại cung kính đáp lại trần lâm hơi gật đầu về phía diêu ly cất bước đi theo sau lưng cốt thiên tầm thân ảnh hai người cũng nhanh biến mất bên trong sảnh diêu ly chuyển ánh mắt nhìn về phía dưới đầu trường trong ánh mắt lạnh lùng khẽ chấp động. Một bóng người đứng ở phía đằng xa, không ngờ là gã mặt sẹo. Gã ở đằng xa nhìn về cốt thiên tầm, chật sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ vô cùng. Lập tức gã mặt sẹo rậm chân một cái, cũng nhanh cất bước đi vào bên trong đại sảnh. Trên đấu trường, độc long lại lần nữa đứng lên, vừa kinh vừa sợ nhìn hàn lập, nhưng không có lại tiếp tục lao lên nữa. Độc long đạo hiếu, người còn muốn đánh nữa sao? Hàn lập khẽ nhếch miệng, cười một tiếng truyền âm nói ra làm sao ngươi phát hiện ra độc long thấy hàn lập truyền âm nói chuyện cũng không có cất giọng nói ra bên ngoài mà vẻ mặt giận giữ kinh sợ hạ xuống cũng truyền âm lạnh giọng hỏi tự nhiên ta có cách của ta huyền khiếu trên đùi của các hạ tai họa ngầm khá nặng chỉ cần dùng một ít ngoại lực kích thích nó nó liền có thể làm cho khí huyệt cả người ngươi tán loạn tuy là thực lực các hạ cao cường mặc dù bằng vào thứ này còn chưa chắc gây thương tổn căn cơ của ngươi nhưng chúng ta đã giao thủ nhiều hơn mấy hiệp ánh mắt cao minh của mọi người ở đây chỉ sợ sớm đã đoán tình trạng trên người ngươi rồi. Hàn lập cười nhạt truyền âm, độc long nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, gã tu luyện thuật luyện thể, tập trung rèn luyện đùi phải, chính là một môn công pháp cực kỳ lợi hại, chỉ là môn công pháp đó có chút không đầy đủ, trước đó gã nóng lòng luyện thành, đã tu luyện dẫn đến tổn thương một huyệt huyền khiếu ở một nơi trên đùi, vì vậy mà lưu lại tai họa ngầm không nhỏ. Về sau gã đã nhiều lần tìm cách, hết sức chữa thương, tuy là hơi có chút hiệu quả, từ bên ngoài khó mà thấy vẻ khác lạ trong huyệt huyền khiếu của gã, thế nhưng muốn hồi phục như lúc ban đầu, chung quy là không thể. Nhược điểm này bị hắn một mực che giấu cẩn thận, vốn gã đã có tiếng ở bên ngoài, nếu ngày thường giao thủ với người khác, trong lúc giao đấu còn có thể lớn tiếng dọa nạt, người có thể đụng vào thân thể của gã ít càng thêm ít. Cho nên những năm nay, bí mật này một mực không có người nào phát hiện, nghĩ không ra lúc này lại bị hàn lập nhìn thấu. Không chỉ thế, gã còn bị hàn lập công kích tai họa ngầm gã tới hai lần có lẽ người bình thường không nhìn ra, nhưng với ba người cốt thiên tầm, đồ cương, tôn băng hà chắc chắn đã phát hiện. Thực lực bọn hắn đã đạt tới cảnh giới này, một điểm sai lầm nhỏ cũng đủ để quyết định sinh tử, chứa nói chi là một nhược điểm lớn như vậy. Vừa nghĩ đến đây, nhất thời trong lòng độc long đã dối như tơ. Hàn lập thấy vẻ mặt độc long không ngừng thay đổi, ánh mắt hơi chớp chớp. Hắn có thể phát hiện được tai họa ngầm huyền khiếu của độc long, quả là may mắn vô cùng, chỗ tai họa ngầm huyền khiếu này, cũng là một nơi khiếu huyệt trên bộ công pháp phú hóa phi thăng công. hơn nữa hắn cũng vừa mới đả thông huyền khiếu đó, cho nên hắn rất mẫn cảm đủ thứ thay đổi của huyền khiếu đó và thêm vào đó là lực lượng thần thức của hắn cường đại vô cùng mới có thể phát hiện ra nhược điểm của độc long. tuy nhiên chỉ dựa vào nhược điểm không phải là vết thương chí mạng đó, muốn chân chính thắng đối phương cũng không có dễ dàng gì. nếu đối phương bỏ đi sự cố kỵ khi bị người khác nhìn thấy nhược điểm của mình mà toàn lực ra tay, chỉ sợ mình còn chưa chưa chắc gì là đối thủ gã. Độc Long đạo hiếu, người cũng không cần phải lo lắng như vậy, ta biết một cách có thể giúp người chữa trị huyệt huyền khiếu đó. Y niệm trong lòng Hàn Lập xoay chuyển, truyền âm nói ra. Độc Long nghe vậy, như nghe âm thanh của thần tiên, kích động nói ra, người nói thật sao? Trong lòng gã lộ ra vẻ kích động, mà gã quên luôn truyền âm, trực tiếp mở miệng nói ra, âm thanh hơi có chút run run. Sở trường của ta là tu luyện chân huyền khiếu, nếu không, sao mà ta lại phát hiện ra nhược điểm của ngươi chứ? Hàn Lập nói ra cũng không phải hắn nói mạnh miệng, dựa vào công pháp phú hóa phi thăng công quả thật là có cách để mở ra huyền khiếu của gã, cộng thêm lực lượng thần thức cường đại của hắn làm phụ trợ, hắn có thể nắm chắc bảy thành chữa trị huyệt huyền khiếu đó của độc long. Nếu ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề này, ân oán lúc trước của chúng ta liền sẽ xóa bỏ, nếu ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Độc long nhìn hàn lập, chợt hít một hơi thật sâu, khom người thi lễ một cái. Mọi người trên khán đài thấy vậy, đều kinh ngạc vô cùng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Độc Long đạo hữu không cần phải khách khí, chúng ta hãy tìm nơi nào đó nói về việc này đi." Hàn Lập mỉm cười, Độc Long gật đầu, không nói lời nào mà quay đầu, tuyên bố mình nhận thua với Đại Hán Độc Giác đang đứng gần đó. Lúc này vẻ mặt của Đại Hán Độc Giác cũng lộ vẻ kinh ngạc, tuy nhiên Độc Long đã bỏ quyền nhận thua, lão cũng chỉ đành tuyên bố như vậy. Độc Long không để ý tiếng ồn ào trên khán đài, mà mang theo Hàn Lập dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp đi xuống đấu trường, rất nhanh đã trở lại khu thứ 9 trên đường hai người bọn hắn không nói lời nào một đường đi thẳng tới gian phòng của độc long độc long giơ bàn tay lên nhấn lên cánh cửa một cái chợt từ trong khe hở dưới cánh cửa lóe lên ánh sáng màu trắng cửa đá mới từ trong âm thanh ầm ầm từ từ mở ra tiến vào trong phòng hàn lập phát hiện gian phòng của độc long so với gian phòng của hàn lập cùng trần lâm lớn hơn không ít thậm chí bên trong còn bày ra một bệ đá ra thú nữa lệ đạo hữu mời ngồi độc long giơ tay làm tư thế mời ngồi hàn lập liền hào phóng ngồi xuống bên cạnh bàn đá đợi độc long từ từ mở miệng chuyện mà ta âm thầm lo lắng khốn nhiễu nhiều năm nay lệ đạo hiếu ngươi có thật là có cách giải quyết sao quả nhiên độc long vừa mới ngồi xuống liền không nhịn được mà hỏi độc long đạo hiếu kỳ thật tai họa ngầm mà ngươi chôn xuống không hề chỉ là ngươi nóng lòng tu luyện mà gây ra theo như ta suy đoán có thể là có chút quan hệ gì đó với công pháp tu luyện của ngươi hàn lập ngẫm nghĩ một chút rồi nói ra chuyện này chấm chỉ sợ lệ đạo hữu quá lo lắng, mặc dù công pháp ta tu luyện không phải là bí điển huyền diệu cao thâm gì, nhưng nó cũng là điển tịch chính thống từ trong tộc truyền xuống, tuyệt đối không có chút vấn đề nào. Độc Long nhướng mày, khoát tay áo nói ra, không sao, người cũng không phải cần nói ra nội dung tất cả công pháp mà người tu luyện, người chỉ cần nói cho ta biết nội dung liên quan đến khai khiếu trên bộ công pháp là đủ. Hàn Lập tùy ý nói ra, Độc Long do dự một chút, rồi cũng mở miệng nói ra nội dung khai khiếu trong bộ công pháp, nói ra hết cho Hàn Lập, thậm chí ngay cả một vài nơi tinh diệu ẩn tàng trong đó cũng không có chút giấu diếm nào. quả nhiên là thế. độc long đạo hiếu bộ công pháp huyền nguyên thần hành quyết mà ngươi truyền cho mặc dù là chuyên tu tốc độ bá đạo cùng với tốc độ khai khiếu hai chân tương đối nhanh nhưng nó sẽ lại làm căn cơ vững chắc của ngươi trở nên tầm thường. tin rằng ngươi sau đó đã chú ý vấn đề này nên tận lực giảm tốc độ tu luyện làm cho tai họa ngầm chỉ tập trung vào một điểm kia. không thì hiện tại vấn đề còn lớn hơn. hàn lập nhẹ gật đầu nói ra. Lệ Đạo Hữu một lời nói chúng, tại hạ bội phục. Xin Lệ Đạo hiếu hãy giúp ta giải quyết mối họa này, ngày sau ta sẽ có hậu báo. Sắc mặt Độc Long hơi đổi, lần nữa chắp tay cúi đầu trước Hàn Lập, nói ra: "Nếu muốn cứu ngươi, cũng như ta đã nói, sẽ đồng dạng trả giá không hề nhỏ, chuyện này." Hàn Lập ra vẻ do dự nói: "Lệ Đạo Hữu cứ ra điều kiện, nếu ta có thể làm được, tuyệt không chối từ." Ánh mắt Độc Long ngưng lại, mở miệng nói ra: "Chương 874, mặt sẹo chết thực không dám giấu giếm, nếu muốn giúp ngươi trị liệu họa này, nơi khác thì không nói, nhưng ở toàn bộ thanh dương thành này, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể làm được, mà ở trong khu thứ 9 này, cũng chỉ vẻn vẹn có một mình ta mà thôi. Hàn lập lắc đầu, nói ra, chỉ bằng lệ đạo hữu nhìn một cái đã xem thấu, hơn nữa một câu nói toạc ra tai họa ngầm trên người ta, ta tin tưởng lệ đạo hữu là người duy nhất trong thanh dương thành có thể cứu ta. Chẳng qua không biết, lệ đạo hữu người muốn như thế nào mới cứu. Độc Long gật đầu nhẹ, nói ra, nếu như vấn đề của ngươi chính là phương pháp mở khiếu bị sai, như vậy trước hết nên bắt đầu từ phương pháp mở khiếu. Ta cũng có một bộ bí điển tu luyện tên là Vũ Hóa Phi Thăng Công, đồng dạng cũng mở khiếu trên hai chân, cho nên ta có thể truyền thụ phương pháp mở khiếu này cho ngươi. Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, phương pháp mở khiếu, những khiếu huyệt kia ta đã mở gần hết, hôm nay lại mở khiếu ở đó tiếc thì còn hữu dụng không? Độc Long gãi gãi đầu, không hiểu hỏi. Chỉ vận dụng phương pháp mở khiếu này đương nhiên không thể thành công, còn cần có thần thức chi lực cường đại phụ trợ, ta vừa vặn có thần thức cũng không kém. Hàn lập lắc đầu, cười nói. Độc Long thấy vậy, trên mặt lộ ra một vòng thiếu ý phức tạp, như vậy xem ra, chuyện này mà rời lệ đạo hữu thì thật đúng là không thể làm được, chỉ sợ điều kiện của lệ đạo hữu cũng không đơn giản a. À. Ha ha, Độc Long đạo hữu quá lo lắng rồi, lệ mỗ ngoại trừ tu luyện cần chút ít thú hạch, cũng chỉ có chút chuyện nhỏ, cần đạo hữu trợ giúp thoáng một chút. Hàn Lập cười hắc hắc nói ra, Lệ Đạo Hữu cứ nói đừng ngại, nếu có thể làm được, Độc Long ta sẽ không chối từ. Độc Long khẽ nhíu mày, nói ra, ta biết Độc Long đạo hiếu tại khu thứ 9 này giao thiệp rất rộng, thậm chí còn có thể liên lạc được với các khu khác, cho nên có mấy người muốn hỏi thăm tin tức một chút. Hàn Lập thu lại vẻ tươi cười, thần sắc nghiêm lại nói, "A, à, là người nào?" Độc Long nghi ngờ hỏi, "Thực không dám giấu giếm, lúc trước đi cùng ta đến Thanh Dương thành còn có hai người." một người tên là Thạch Không, người kia là Giải Đạo Nhân. Sau này ta trở thành huyền đấu sĩ khu thứ 9, kết cục bọn hắn hẳn cũng không kém bao nhiêu, không biết ngươi đã từng nghe nói qua. Hàn Lập hỏi, hai cái tên này ta chưa từng nghe qua, bất quá về sau ta có thể nghe ngóng giúp ngươi một chút. Tuy tốc độ thay đổi huyền đấu sĩ rất nhanh, người mới gia nhập vào cũng không ít, nhưng chỉ cần thu nhỏ phạm vi người tiến vào huyền đấu trường cùng thời điểm với ngươi, tìm ra có lẽ không quá khó khăn. Độc Long thấy yêu cầu của Hàn Lập không cao, như chút được gánh nặng nói. Mặt khác, Độc Long Đạo Hiếu đã ở huyền đấu trường một thời gian lâu, có từng nghe nói trong thành này có một nữ tử dung mạo cực đẹp xuất hiện không? Nàng, Hàn Lập nghĩ đến tử linh, muốn miêu tả dung mạo của nàng, nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào. Lệ Đạo Hiếu, có lẽ ngươi không biết, thanh dương thành này thiếu nhất không phải là thú hạch cao dai, mà là nữ nhân. Đừng nói là nữ tử dung mạo cực đẹp, chính là dung mạo kha khá cũng người phần hiếm thấy nếu thật sự có nữ tử như ngươi nói xuất hiện hẳn là đã sớm truyền khắp toàn bộ thanh dương thành rồi độc long có chút cổ quái nhìn hàn lập một cái lắc đầu nói ra hàn lập lại nghĩ đến thần dương vốn là thân tín được thành chủ coi trọng bên người cũng chỉ có một nữ bộc dung mạo bình thường đối với lời nói của độc long cũng tin bảy tám phần nên cũng không tiếp tục truy vấn nữa có chút trầm mặc lại lệ đạo hữu chẳng lẽ chuyện ngươi cần ta làm cũng chỉ có chừng này độc long nhìn hàn lập có chút không quá tin tưởng nói Chị liệu tai họa ngầm cho ngươi, cũng không phải một lần là xong, ngày sau phải lấy đại lượng thú hạch từ ngươi, điểm này chỉ sợ làm ngươi đau lòng a." À. Hàn Lập thở dài, nói ra, "Chẳng qua là chút thú hạch mà thôi, nếu tai họa ngầm này triệt để tiêu trừ, liền có hy vọng tranh giành càng cao, nếu có thể tham dự huyền đấu đẳng cấp cao hơn, đến lúc đó thu hoạch có được thì hôm nay khó có thể so sánh được." Độc Long nghe vậy, khoát tay áo, có chút mơ ước nói, không biết huyền đấu đẳng cấp cao hơn trong lời nói của độc long đạo hữu là chỉ cái gì trong nội tâm hàn lập khẽ động hỏi không phải là tại hạ xem thường lệ đạo hữu chẳng qua là số lượng huyền khiếu của ngươi hôm nay vẫn còn quá ít thời gian rất dài tiếp theo cũng không tiếp xúc được cho nên tạm thời không cần nóng lòng hiểu rõ về sau tự sẽ biết đấy độc long nhìn hàn lập một cái nói như thế đối với chuyện này hàn lập cũng không có ý tìm hiểu kỹ ngược lại nói ra ngoại trừ những chuyện này ta còn muốn ngươi giao mặt sẹo cho ta xử lý không biết đạo hữu muốn xử trí hắn như thế nào. Độc Long khẽ nhíu mày, hỏi. Hàn Lập không nói gì, chỉ đưa một tay dựng thẳng lên, tay vung lên, làm ra một động tác chạm. Lệ đạo Hiếu, tên mặt sẹo này mặc dù là người giảo hoạt, lúc trước cũng có điều mạo phạm đạo Hiếu, thậm chí lần này ta tìm ngươi gây phiền toái cũng là do hắn gây ra, nhưng hẳn là tội không đáng chết a. Độc Long trần chờ một chút, nói ra, nếu chỉ chút ít chuyện này đương nhiên tội không đáng chết, chẳng qua là hắn không nên dùng thực tâm trùng lấy tính mạng của ta. Hàn Lập lắc đầu, nói ra, thực tâm trùng, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Độc Long kinh ngạc nói, trong nội tâm Hàn Lập hiện lên một chút nghi hoặc, kể rõ lại ngọn nguồn cho Độc Long sự tình ngày đó hắn bị thực tâm trùng đánh lén. Nghe xong, lông mày Độc Long nhíu chặt, trầm ngâm thật lâu, sau đó mở miệng nói ra. Lệ đạo hiếu, không phải là ta có ý che chở mặt sẹo, thật sự là việc này có chút kỳ quặc, chỉ sợ là có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, ngươi nói nghe một chút, ánh mắt Hàn Lập chấp động, chậm rãi nói ra, tiểu tử mặt sẹo này, xác thực so với những người khác có năng lực nhiều hơn một chút, có thể lấy được một ít đồ vật trong huyền đấu trường, nhưng mà tuyệt đối không thể lấy được loại đồ chơi hiếm có như thực tâm trùng. Lệ đạo hữu người có lẽ không biết, giá trị trùng này rất chân quý, không chút thua kém hắc kiếp trùng, mặt sẹo căn bản không có bổn sự đó. Huống hồ trước khi ta bế quan, đã từng dặn dò hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, hắn luôn luôn không dám vi phạm mệnh lệnh của ta, như thế nào lại tự tiện chủ trương làm ra chuyện như vậy độc long gắt một cái nói ra nếu thực sự là như thế việc này chính xác có chút mở ám lông mày hàn lập cau lại trầm ngâm nói việc này cũng đơn giản lệ đạo hiếu theo ta đi gặp mặt sẹo chúng ta đối chất nhau nếu thật là hắn làm không cần lệ đạo hiếu động thủ ta tự sẽ tự tay giết hắn nếu không phải kính xin lệ đạo hiếu lưu hắn một con đường sống dù sao hắn theo ta đã nhiều năm như vậy độc long suy tính một phen nói ra nếu không phải hắn làm hoặc là hắn bị người xui khiến ta cũng có thể lưu hắn một mạng hàn lập gật đầu nhẹ nói ra tốt việc này không nên chậm trễ chúng ta đi ngay bây giờ độc long đứng dậy nói ra kết quả hai người vừa mới đi ra ngoài thông đạo hàn lập liền nghe phía trước chuyển đến một hồi thanh âm ẩm ý hắn theo tiếng nhìn lại chỉ thấy phía trước một gian phòng đã tụ tập rất nhiều người đang nhìn vào bên trong a à, là phòng mặt sẹo chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lông mày độc long nhíu lại, nói ra, hai người liếc nhau, vội vàng bước nhanh tới. Thấy độc long đi đến, mọi người đứng ở cửa nhau nhau tránh lui, nhường ra một đường vào. Sắc mặt độc long âm trầm, không nói hai lời đi vào phòng, Hàn Lập không nói một lời theo sát phía sau. Hàn Lập vừa bước vào phòng, liếc mắt liền thấy mặt sẹo đang dựa vào góc giường đá, quần áo trước ngực phanh ra, chỗ ngực huyết nhục mơ hồ, hai mắt trợn tròn, nhãn cầu lồi ra ngoài, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, hiển nhiên đã chết từ lâu rồi. Các ngươi ai tới đây nói một chút, đã xảy ra chuyện gì? Độc Long cau mày, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, quát lớn. Sự tình là, là như vậy, ngày trước ta nhờ mặt sẹo chuẩn bị chút bạch oánh thạch phấn, hắn nói ta hôm nay đến tìm hắn lấy. Vừa tới, ta phát hiện cửa đá không đóng, gọi hắn lại không trả lời. Ta liền đẩy cửa vào nhìn, liền phát hiện tình cảnh của hắn đã là bộ dạng trước mắt này rồi. Một nam tử lùn da xanh xám có bờ môi giày kinh hãi nói. Hàn Lập không nói một lời đi ra phía trước, gầy gầy quần áo trước ngực mặt sẹo cho rộng ra, liền thấy ngay vị trí ngực trái đến gần bả vai có hai lỗ thủng lớn chừng ngón cái, một lỗ bên trong lộ ra một đoạn tàn đuôi ngô công màu đen, một lỗ lại lộ ra nửa đoạn dây nhỏ màu trắng. Đây là hắc kiếp trùng cùng thực tâm trùng, có người nhận ra hai vật kia, sợ hãi kêu lên một tiếng. Người chung quanh nghe vậy, nhao nhao lui về phía sau, một bộ dạng e sợ tránh gấp. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, thấy trong tay mặt sẹo còn nắm một hộp xương vuông đang mở rộng ra, hộp trắng muốt như ngọc, thoạt nhìn có chút tinh xảo khéo léo, liền đưa tay nhặt nó lên, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Cái này tựa hồ là xương mũi thực trùng thú chế thành, nghe nói thú này sống ở thực tâm cốc, gần chỗ thực tâm trùng, bản thân nó có mũi dài có thể hút thực tâm trùng vào xoang mũi, lại dùng dịch nhờn trong lỗ mũi hòa tan nó. Cho nên xương mũi kia có thể khắc chế thực tâm trùng, thường thường được dùng chế tác đồ chứa đựng thực tâm trùng. Độc Long cũng tới gần, đưa mắt nhìn một lát, nói ra. Mặt sẹo này lại có gan lớn như thế, lại dám nuôi dưỡng thực tâm trùng, đây không phải là tự tìm chết sao. Tên nam tử lùn kia kêu lên, thật sự là chơi lửa có ngày chết cháy, bị thực tâm trùng chính mình nuôi dưỡng công kích mà chết. Một gã huyền đấu sĩ khác nói ra, hắn chết rồi, vậy lúc trước đáp ứng giúp ta kiếm cước thú cốt, giờ ta tìm ai đây? Ta đã đưa hắn ba miếng thú hạch phổ la thú mới đổi được đấy một gã nam tử da xám hình thể cường tráng bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng nha, quy lân giáp của ta cũng không có, lại có một người ca thán. Lúc này, một đội giáp sĩ huyền đấu trường cũng chạy tới, đuổi tất cả huyền đấu sĩ ra khỏi gian phòng. Gã giáp sĩ cầm đầu cha nhìn thi thể mặt sẹo một lát, rồi lập tức tuyên bố tạm thời phong bế gian thạch ốc này, sau đó liền ra lệnh cho thủ hạ nâng thi thể mặt sẹo lên, rời khỏi chỗ này. Mọi người vây xem thấy thế, thân sắc nguyên một đám cổ quái, nhao nhao nhìn về phía độc long. Độc Long lại cùng trao đổi ánh mắt với Hàn Lập, đồng thời đi trở về gian phòng của mình lúc trước. Nhìn bóng lưng hai người đi xa, một đám huyền đấu sĩ khu thứ 9 lúc này mới phản ứng kịp, hai người lúc trước vẫn còn chém giết nhau, vậy mà lúc này lại đi chung như vậy rồi. Hai người Hàn Lập không để ý đến một hồi nghị luận sau lưng, mỗi người đều lâm vào trầm tư. Lệ đạo hiếu, về việc này, người thấy thế nào? Một lát sau, Độc Long chủ động mở miệng hỏi, chương 875, thuật bế khiếu, mặt sẹo bị chết quá mức trùng hợp bất quá như vậy cũng có thể thấy được ngày đó thả thực tâm trùng vào phòng ta đích xác là người này không thể nghi ngờ bất quá hắn chỉ là một đầy tớ bị người sau lưng sai khiến thôi hàn lập trầm ngâm nói bất kể là ai sai khiến hắn có thể lấy được thực tâm trùng năng lực người này tuyệt đối không thể khinh thường xem ra lệ đạo hữu ngươi chiêu chọc phải đại phiền toái gì rồi độc long trao mày mở miệng nói ra độc long đạo hữu nếu lo sợ bị lệ mỗ liên lụy phiền toái giao dịch lúc trước vẫn có thể xóa bỏ đấy. Hàn Lập cười cười, nói ra, lời độc long nói làm gì mà hắn chưa nghĩ tới. Chỉ là tại Thanh Dương Thành này, kết thù kết oán với hắn cũng cũng chỉ có Thần Dương cùng mặt sẹo. Nếu Thần Dương muốn giết chết Hàn Lập, lúc trước căn bản không cần đưa hắn vào huyền đấu trường này, mà mặt sẹo hiện tại chết không có đối chứng, việc này cũng không có biện pháp tiếp tục dò xét ra được. Hạc hạc, lệ đạo hữu lại nói như vậy, phiền toái tự nhiên cũng sợ đấy, chỉ là đã giao dịch với đạo hữu thì không thể bãi bỏ. Đi thôi, vừa vặn đáp ứng đưa cho ngươi thú hạch, thực hiện một phần giao dịch, tránh việc ngươi lại đổi ý. Độc Long dừng lại trước cửa phòng mình, cười hặc hặc, nói ra. Như thế cũng tốt, ta cũng có thể truyền thụ công pháp tu luyện phương pháp thông suốt cho ngươi, sau đó lại lấy lực lượng thần thức giúp ngươi giải quyết tai họa ngầm kia. Chỉ là cần trị liệu bao nhiêu lần, ta tạm thời không cách nào xác định được, bất quá chỉ cần ngươi thực hiện hết thảy hứa hẹn, ta nhất định giải quyết nỗi lo về sau cho ngươi. Hàn Lập gật đầu nhẹ, nói như thế. Một lời đã định, mời. Độc Long gật gật đầu, mở cửa phòng của mình, nói ra. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hàn Lập trở về phòng của mình, trong tay cầm 10 miếng thú hạch tháp la thú mà Độc Long đưa hắn, cầm lên một viên đưa vào trong miệng, nuốt xuống, sau đó bắt đầu nhắm mắt tu luyện vũ hóa phi thăng công. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn 6 năm, Hàn Lập tham gia liên tiếp rất nhiều tràng huyền đấu, chém giết trên bờ vực sinh tử nên thực lực cũng từng bước tăng lên. Huyền điểm giành được trong trận đấu, đại đa số đều bị Hàn Lập đổi thành thú hạch, lại thêm độc long quáng giao giúp hắn, số lượng có được không ít, nhưng đều bị hắn tiêu hết trong tu luyện không còn một quả. Bất quá theo thời gian tu luyện không ngừng, Hàn Lập cũng phát hiện tốc độ mở ra huyền khiếu dần dần giảm chậm lại. Trong lòng của hắn biết rõ, đây là vì càng tu luyện về sau, huyền khiếu mở ra cần tích lũy càng nhiều lực lượng tinh thần, mà một quả thú hạch khác là thú ẩn chứa lực lượng tinh thần có hạn, chỉ có phục dụng càng nhiều thú hạch mới có đủ lực lượng trùng kích huyền khiếu. Bất quá dù như thế, hôm nay Hàn Lập cũng đã mở ra 49 chỗ huyền khiếu, so với bất kỳ người nào, sự tình cổ quái này cũng làm cho người nghe phải kinh sợ. Về việc này, trong lòng của hắn cũng rất lo lắng. Dù sao tốc độ tăng trưởng huyền khiếu của hắn thực sự nhanh không thể tưởng tượng, một khi bị người chú ý, ép hỏi hắn phương pháp tu luyện thần tốc này, vậy nhất định là một hồi tại hỏa khó tránh khỏi rồi. Thật vừa đúng lúc chính là, một ngày hai năm trước, hắn tham gia xong một hồi huyền đấu, sau đó mệt mỏi trở về gian phòng của mình, liền phát hiện thiên tinh bối đặt trong phòng đã bị phá hủy song khi hắn vào phòng kiểm tra lại phát hiện đồ vật bày biện trong phòng hầu như không thay đổi chẳng những không mất vật gì ngược lại phát hiện một góc trong phòng có một khối xương đùi lân thú không biết tên phía trên xương đùi kia bị người lấy lợi khí khắc lên văn tự lớn chừng ngón cái bất quá giải rác rất nhiều chữ hàn lập sau khi xem mừng rỡ không thôi bởi vì những văn tự ghi chép kia không phải là vật gì mà đúng là một quyển bí thuật dạy cách phong bế lực lượng tinh thần của huyền khiếu Bí thuật này cũng không có khắc tên, vết tích khắc trên đó còn rất mới, chỉ là chữ viết rất cầu thả, thoạt nhìn tựa hồ lúc khác người khác có chút sốt ruột. Cuối đoạn văn tự trên xương đùi có kèm theo bốn chữ, xem xong hủy liền. Sau khi Hàn Lập xem xong, không do dự vò nát xương đùi kia, về thành bột mịn. Văn tự trên xương đùi mặc dù không có ghi tên người đưa tặng, nhưng lại biết trong đầu hắn đang cần thứ gì, có thể gấp gáp làm cho hắn, tại thời khắc mấu chốt đưa tới vật này, cũng chỉ có thể là giải đạo nhân mà thôi. Về phần giải đạo nhân tại sao lại phát hiện hắn có nhu cầu này và giải đạo nhân làm thế nào đem vật ấy tới, tạm thời hắn không có đáp án, chỉ có thể đợi ngày sau gặp giải đạo nhân hỏi thăm thôi. Sau đó, Hàn Lập thử tu luyện bí thuật một phen, rất nhanh liền nắm giữ cách phong kín khiếu huyệt, từ đó về sau mấy chỗ huyền khiếu đều bị hắn phong kín lại, chỉ cho hiển lộ ra 43 khiếu huyệt. Thẳng đến ngày này 2 năm sau, tất cả mọi người còn tưởng rằng số lượng huyền khiếu của hắn chỉ có 43 chỗ mà thôi. Giờ phút này trong một tòa huyền đấu trường khu thứ 9 đang tiến hành một cuộc chiến giữa một gã nhân tộc cùng một huyền giai lân thú, người xem trên đài bàn luận sôi nổi, thanh âm rung trời. Huyễn ảnh, huyễn ảnh, huyễn ảnh, từng tiếng la hét như sóng lớn, một lớp tiếp theo một lớp, quanh quẩn trong huyền đấu trường không thôi. Ở giữa huyền đấu trường, một đầu ô lân tượng hình thể cực lớn toàn thân trải rộng vết máu, bốn chân chạy như điên đánh tới một nam tử thanh niên tay cầm một cốt thương màu trắng. Thân hình người đó khá cao, dung mạo bình thường, một đôi mắt thâm sâu vô cùng, không phải Hàn Lập thì là người nào. Cốt thương trong tay Hàn Lập có hình dạng đặc thù, đầu thương cùng thân thương hầu như dài bằng nhau, mặt ngoài sáng óng ánh, giống như có tinh thần bao phủ ở trên, thoạt nhìn tựa hồ là cốt gai nhọn của lân thú nào đó. Đầu ô lân tượng kia nhìn như khí thế hung hăng, kỳ thực bộ pháp dưới chân đã bắt đầu lộn xộn, thời điểm sông mạnh đến, một đôi ngà dài bạch cốt như hai đạo trường mâu hiện ra hàn quang, đâm thẳng về hướng Hàn Lập. Một tay Hàn Lập cầm thương, trên thân tuy rằng cũng có vết máu nhưng thoạt nhìn thần sắc lại có chút nhẹ nhõm mắt thấy ô lân tượng xông đến trước người đầu gối hắn hơi trùng xuống huyền khiếu trên hai chân bỗng nhiên sáng lên toàn bộ cơ thể bỗng nhiên nhảy cao lên tốc độ nhanh tới cực điểm chỉ thấy thân ảnh hắn mơ hồ một cái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ô lân tượng ô lân tượng kia tựa hồ cũng bị cử động của hàn lập làm cho hoảng sợ không có tùy tiện va chạm mà mạnh mẽ hất mũi lên quét ngang qua phía hàn lập tốc độ nó cực nhanh làm cho người hoa mắt phần lớn người xem trên khán đài chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung kéo lê một chuỗi tàn ảnh. Nếu chỉ tốc độ nhanh thì không nói, nhưng trên mũi con thú này sinh ra đầy lân giáp màu xanh đen, trình độ cứng cỏi vượt qua thân thể, lực lượng quét ngang vẫn còn trên một quyền hết sức của Hàn Lập hôm nay, nếu bị nó đánh trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, ngay khi cái mũi kia sắp sửa va chạm với Hàn Lập thì trong nháy mắt huyền khiếu trên đùi hắn lại sáng lên, thân hình co rụt lại theo một tư thái quỷ dị, tiếp theo mạnh mẽ đạp ngang vào mũi lân thú, thân hình liền mạnh mẽ bay ra ngoài. Ngay lúc Hàn Lập bay ra ngoài, hai tay của hắn nắm chặt cốt thương màu trắng, đâm vào gò má ô lân tượng. Xoẹt, một hồi thanh âm huyết nhục vỡ tan truyền đến, tay Hàn Lập cầm bạch cốt trường thương, dựa theo cỗ lực lượng cường đại kia, giống như liêm đao vô cùng sắc bén, một mực kéo dài tới phía sau, trực tiếp mở phần bụng ô lân tượng ra một cái lỗ hồng thật lớn. Vô số máu tươi đỏ thấm bắn ra, rội xuống, nhuộm đỏ cả non nửa huyền đấu trường. Thân thể khổng lồ ô lân tượng vào tới trước hai bước, sau đó không cách nào trèo chống nổi, phanh một tiếng, ngã xuống đất ầm ầm. Hàn lập nhân cơ hội đuổi sát theo, nhảy lên thật cao, tay cầm trường thương dơ lên, trên cánh tay cơ bắp nổi lên, 43 chỗ huyền khiếu trên toàn thân đều sáng lên, ném trường thương xuống như ném cây lao. Vèo, một tiếng xé gió sắc bén vang lên ngắn ngủi, rồi im bặt dừng lại. Cốt thương màu trắng trực tiếp quán xuyên qua đầu lâu ô lân tượng, đâm thật sâu vào phiến đá trên huyền đấu trường, mà thân hình Hàn Lập cũng theo sát rơi xuống phía dưới, trùng trùng điệp điệp dẫm trên lưng ô lân tượng. Huyễn ảnh, huyễn ảnh, huyễn ảnh, thắng bại đã phân, sinh tử đã thấy. Không khí trong huyền đấu trường cuồng bạo, từng trận thanh âm hoan hô điên cuồng, kéo dài không thôi. Trên khán đài vuông bên trong vách núi, trong một tòa phòng khách quý ẩn khuất, một gã nam tử áo đen khuôn mặt hung ác, dáng người khôi ngô, hai tay chắp sau lưng lẳng lặng quan sát cảnh tượng trong sân. Một nửa gương mặt gã sinh ra vảy màu đen không chút biểu tình, ngược lại một nửa gương mặt kia giống như bị hỏa diễm thiêu cháy thì hơi nhíu lại trong mắt hiện lên vẻ tươi cười người này không ai khác chính là thanh dương thành chủ đỗ thanh dương xem ra người tu luyện công pháp cũng chăm chỉ tốc độ lại tăng lên thân pháp biến ảo tựa hồ vẫn còn dư lực quả nhiên thú vị bất quá thoạt nhìn tựa hồ cũng không xê xích bao nhiêu ánh mắt đỗ thanh dương rơi vào trên thân hàn lập thì thào nói ra nói xong câu đó gã liền rời khỏi phòng khách quý này trực tiếp quay trở về động phủ của mình Ước chừng nửa canh giờ sau, hổ bí đang mặc một bộ cốt giáp màu trắng, vội vàng đi xuyên qua hành lang trong thành, đi tới một tòa đại điện nghị sự bên ngoài động phủ thành chủ. Không đợi y mở miệng thông báo, đại môn nặng nề của nghị sự điện liền tự động mở ra, từ bên trong bay ra hai tiếng. Vào đi, hổ bí không dám trần chờ, vội vàng đi vào, lại trông thấy hai bên bàn dài trong đại điện đã có bốn người đang ngồi. Trong đó bên trái là một gã đại hán đầu chọc cùng một lão giả gầy còm, giống như y theo thứ tự là đội trưởng săn bắn đội thứ ba cùng thứ tư mà phía bên phải là một gã thanh niên mặt chữ điền cùng một nam tử buộc tóc đều là đội trưởng thủ thành ngồi vị trí chủ tọa đối diện đại môn là thành chủ đỗ thanh dương tham kiến thành chủ đại nhân hổ bí lập tức cung kính thi lễ nói trong tay đỗ thanh dương đang vuốt vuốt một tượng đá màu đen hình thù cổ quái có ba đầu sáu tay gã chỉ tùy ý gật đầu nhẹ ý bảo y tranh thủ thời gian ngồi xuống hôm nay cho gọi các người tới đây là muốn nói cho các người biết già la huyết trận đã có thể bắt đầu bố trí. Đỗ Thanh Dương dừng động tác trên tay lại, thoáng ngồi thẳng lên, tuyên bố. Đám người hổ bí nghe vậy, thần sắc cũng nhao nhao biến hóa, hầu như trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, vội cung kính ôm quyền nói thuộc hạ tuân mệnh. Thời gian tới gần, quy tắc chi tiết cụ thể ta đã ghi rõ, các người phải xem cẩn thận, không được có nửa điểm sơ sót. Đỗ Thanh Dương chậm rãi mở miệng nói ra, tất cả mọi người nghe vậy, trên mặt nhao nhao hiện lên vẻ trịnh trọng chương 876, trao đổi công pháp. Hội nghỉ kéo dài khoảng chừng một nén nhanh, cuối cùng cánh cửa đá được đóng lại kia mới từ từ mở ra, từ đó có năm gã đội trưởng kẻ trước người sau bước ra, mặc dù bọn hắn không có nói chuyện với nhau, nhưng vẻ mặt của mỗi người đều lộ ra nét vui vẻ cùng bộ dáng hưng phấn. Đợi tất cả bọn hắn rời đi khỏi, chợt một bên góc tối cạnh con đường hành lang, hiện ra thân ảnh thần dương, ánh mắt gã thản nhiên, tuy vậy sâu trong ánh mắt gã thì lại hiện lên một vòng âm lãnh, Gã khẽ quay đầu nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất. Một nơi khác, trận giao đấu của Hàn Lập cũng vừa mới kết thúc, hắn từ trong thông đạo đi ra, liền thấy Độc Long đang chờ hắn ở ngoài cửa. "Hiện giờ ta đang trong hình dạng như vậy, cũng không có cách nào trị thương cho ngươi, hay là chờ ta tu dưỡng một thời gian đã, rồi hãy nói sau." Hàn Lập cười khổ một tiếng, nói ra, "Được rồi, đừng có giả bộ trước mặt ta, lấy thực lực của ngươi giết một đầu ô lân tượng, chưa chắc gì đã gây thương tổn nặng cho ngươi được." Nếu bây giờ chúng ta giao đấu lại, ta cũng không biết nắm chắc bao nhiêu phần có thể thắng được ngươi nữa. Chỉ là ta rất muốn biết, suốt cuộc ngươi đã mở ra bao nhiêu huyền khiếu rồi. 45 hay là 47, độc long khoát tay áo, hỏi, xem như ta không bị trọng thương nặng đi nữa, bây giờ ta cũng không thể nào chữa thương cho ngươi được. Nói thật, chỗ nhược điểm kia của ngươi hiện giờ không còn đáng ngại nữa, cho dù không có ta giúp đỡ, cũng không có ảnh hưởng gì tới ngươi cả, điểm này chính ngươi cũng đã cảm giác được. Hàn lập khẽ nhíu mày nói ra, ta chờ ngươi ở chỗ này không phải là vì chuyện này. Độc Long khoát tay áo nói ra, a có việc gì vậy? Hàn lập nghi ngờ nói, hôm nay đám huyền đấu sĩ tinh anh của các khu vực huyền đấu trường tụ tập tổ chức một hội trao đổi nho nhỏ, người tham dự hội nghị có thể dùng huyền điểm, công pháp luyện thể hoặc các vật phẩm khác để trao đổi lẫn nhau. Mặt khác, ở đó còn có thể trao đổi kinh nghiệm tu luyện với nhau. Nếu ngươi có hứng thú thì hãy tham gia độc long xích lại gần người hàn lập nói ra có chuyện này sao phủ thành chủ không nói về việc này à trong lòng hàn lập hơi động hỏi với chuyện này thực tế phủ thành chủ vẫn luôn cổ vũ dù sao hội giao lưu này có thể đẩy mạnh thực lực huyền đấu sĩ tăng cao một khi trình độ huyền đấu sĩ tăng cao thì huyền đấu trường càng thêm kịch tính việc đó cũng có lợi cho phủ thành chủ độc long cười giải thích nói thì ra là như vậy hàn lập gật đầu nói huống chi đám huyền đấu sĩ tinh anh các khu cũng không hoàn toàn là những kẻ không có tự do như chúng ta trong đó còn có một bộ phần là người tự nguyện vào đây để ma luyện bản thân muốn tinh tiến tu vi bọn hắn có nhiều không gian tự do cũng có vài người còn bí mật liên lạc ra bên ngoài vì vậy mà đồ vật trong tay bọn họ chúng ta khó mà có thể so sánh được độc long tiếp tục nói nói như vậy đây là cơ hội tốt để chúng ta trao đổi với nhau ta cũng nên đi với ngươi nhìn nó một cái vậy hàn lập vừa cười vừa nói độc long nhẹ gật đầu không nói gì nữa. Hai người bọn hắn dọc theo thông đạo huyền đấu trường một đường đi tới, xuyên qua hết khu thứ 9, cuối cùng mới tới khu thứ nhất. Dọc đường đi qua các khu vực ngăn cách nhau, một vài giáp sĩ phủ thành chủ đã chặn bọn hắn lại, nhưng sau khi phát hiện thân phận của độc long cùng hàn lập, bọn hắn liền lập tức cho đi. Xem ra trở thành một tên huyền đấu sĩ đứng đầu một khu, quả thật là có lợi vô cùng. Hàn lập ở một bên, vừa đi vừa cười nói, cũng không cần phải đứng đầu một khu, chỉ cần ngươi có thực lực đủ mạnh là được rồi. Nếu ngươi không tận lực che giấu, đánh mấy trận huyền đấu đặc sắc, cũng không cần ta phải dẫn đường làm gì, tới lúc đó ngươi cũng đủ tư cách tham gia hội trao đổi này." Độc Long cười hắc hắc một tiếng nói, Hàn Lập không muốn dây dưa vấn đề này với gã, liền mở miệng hỏi, "Qua nhiều năm như vậy, cũng không có tin tức của bọn người Thạch Không à? Ngươi nói đến nữ tử xinh đẹp kia sao? Theo như ta thấy thì trong Thanh Dương Thành còn chưa xuất hiện qua. Mà vị Thạch Không dường như cũng không có chút phong phanh nào, đến một chút tin tức cũng không có." chỉ có mỗi vị giải đạo nhân kia nghe nói hiện giờ đang ở bên cạnh thần dương sau khi độc long nghe xong chợt gã thở dài một cái nói ra hàn lập nghe vậy cũng trầm mặc lại tuy là ý định ban đầu của hắn vào tích lân không cảnh này tìm tử linh nhưng hắn không muốn bị cầm tù ở đây không ngờ thoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy độc long thấy vậy cũng biết cho dù nói lời nào an ủi hắn cũng là vô nghĩa cả liền không cần phải nhiều lời làm gì hai người bọn hắn cứ trầm mặc như vậy cuối cùng cũng tới một tòa đại rãnh rộng rãi trong khu thứ nhất. Tiến vào bên trong tòa đại sảnh, Hàn Lập liền nghe từng đợt âm thanh ồn ào vang lên, rồi sau đó thì thấy một cảnh tượng náo nhiệt giống như một phiên chợ búa hiện ra. Chỉ thấy bên trong đại sảnh có rất là đông người, trên mặt đất được phân ra từng quấy bán hàng, phía trên còn bày ra đủ loại vật phẩm rực rỡ, trong đó cũng có đủ loại xương cốt lân thú được chế thành binh khí, đồng dạng cũng có lân của lân thú được chế thành áo giáp, trong đó còn không thiếu một vài xương cốt được chế thành mấy cái hộp lớn nhỏ, bên trong chứa đủ loại đan dược chân quý. Lúc trước ta nhìn chúng một thanh lân thú cốt đao của Tôn Băng Hà, không biết lần này hắn có chịu bán không nữa, ta đi tìm hắn thử, người có muốn đi theo hay không? Ánh mắt độc long đảo qua đám người, mở miệng nói ra. Không cần, tạm thời ta còn không biết nên mua thứ gì, cứ để ta đi dạo trước. Hàn lập lắc đầu nói, độc long nhẹ gật đầu, liền rời đi trước, còn hàn lập thì từ từ dọc theo từng quầy hàng mà đi, hắn đánh giá cửa hàng hai bên, một bên tính toán muốn mua thứ gì hay không. Những năm gần đây, hắn đã tích góp được một số huyền điểm không ít, đại đa số hắn đều dùng mua thú hạch, đối với đan dược chữa thương rất ít khi cần đến, binh khí áo giáp cơ hồ chưa từng trao đổi bao giờ. Trước mắt trong tay hắn có mỗi một kiện binh khí, đó là thanh trường thương bạch cốt mà hắn đã sử dụng qua trước đó. Hắn đang suy nghĩ, chợt phía trước cách đó không xa, có một nữ tử áo vàng, dung mạo xinh đẹp, làn da trắng nón, đang trò chuyện gì đó với một gã hán tử mặt đen tay chân vụng về. Hai người này Hàn Lập cũng không xa lạ gì, một kẻ là người đứng đầu khu thứ nhất Huyền đấu sĩ Cốt Thiên Tâm, một kẻ khác là hắc diện sát thần Đồ Cương tiếng tăm lừng lẫy khu thứ bốn. Khóe mắt Cốt Thiên Tâm liếc thấy Hàn Lập đang đi tới, liền cùng trò chuyện vài câu với Đồ Cương, rồi chủ động đi tới Hàn Lập. Lệ Đạo Hữu, nhìn bộ dáng ngươi như thế này, chắc là vừa trải qua một trận giao đấu rồi trực tiếp tới đây sao? Cốt Thiên Tâm cười mỉm chào hỏi về phía Hàn Lập đúng vậy nếu không nhờ độc long đạo hữu dẫn ta tới đây ta cũng còn không biết có hội trao đổi này nữa hàn lập gật đầu nói ha ha trận giao đấu của lệ đạo hữu ta cũng đã xem qua mấy lần đều đặt ngươi thắng cả vì chuyện này mà ta thắng không ít thứ từ trên đám người đồ cương bọn hắn nói như vậy cốt đạo hữu cũng nên lấy thứ gì đó để khao tại hạ đi chứ hàn lập cười trêu đùa nói muốn đánh bạc thắng đều phải dựa vào ánh mắt và vận khí nếu sau này lệ đạo hữu có xem ta giao đấu thì cứ đặt cược cho ta thắng là được. Cốt thiên tầm nói, Hàn Lập nghe vậy, đang đinh mở miệng ra nói, thì trong thức hải vang lên âm thanh của cốt thiên tầm. Lệ đạo hiếu, hôm nay người tới hội trao đổi nơi đây trong lòng đều có vật cần tìm. Mà trên người đạo hiếu người có một món đồ, mà bản thân ta muốn trao đổi. Ồ, lệ mỗ là một người mới, trên người không có nỗi một món đồ nào, không biết cốt đạo hiếu nhìn chúng cái gì. Hàn Lập nhíu mày, truyền âm trả lời lúc trước ta đã quan sát rất nhiều trận giao đấu của lệ đạo hiếu, vốn coi công pháp tu luyện của đạo hiếu thấp kém vô cùng, đến nỗi khi huyền khiếu quanh người mở ra, lực lượng cũng không cách nào tập trung lại mà bộc phát ra. Về sau ta mới phát hiện đạo hiếu cố ý cô động huyền khiếu ở hai chân, thời gian gần đây, thân pháp đạo hiếu càng lúc càng mau chóng, thu được một cái danh hiệu tên là huyễn ảnh, mơ hồ xứng vai song hùng cùng với độc long đạo hiếu ở khu thứ 9. Bởi vậy có thể thấy được, công pháp mà đạo hiếu người tu luyện, hẳn là bộ công pháp rất là cao minh cốt thiên tầm truyền âm nói ra cốt đạo hữu muốn trao đổi công pháp tu luyện của ta sao hàn lập nhướng mày hỏi không sai ta đang có ý định này cốt thiên tầm nhẹ gật đầu trả lời cốt đạo hữu nếu ngươi đã nói vậy chỉ sợ làm cho ngươi thất vọng rồi bộ công pháp phú hóa phi thăng công mà ta tu luyện này có chút đặc thù chỉ sợ không thể nào trao đổi được sau khi hàn lập nghe xong lập tức lắc đầu nói lệ đạo hữu chưa có nóng vội mà cực tuyệt hãy nghe điều kiện ta đưa ra như thế nào đã Cốt thiên tầm đối với chuyện này xem như không có gì, mà cười trả lời. Mời đạo hữu nói, Hàn Lập hơi do dự, nói ra, một bộ công pháp khai khiếu có thể tập trung trên hai tay, không biết đạo hữu có hứng thú hay không. Cốt thiên tầm hỏi, lệ mỗ có mỗi bộ vũ hóa phi thăng công còn chưa tu luyện thành, bây giờ thêm một bộ công pháp mới nữa. Đạo lý tham thì thâm, ta vẫn còn biết rõ. Hàn Lập hơi do dự, nói ra, lệ đạo hữu Bộ vũ hóa phi thăng công của ngươi hiển nhiên là một bộ công pháp chuyên chú khai mở huyền khiếu hai chân, quả là có thể tăng trưởng về mặt tốc độ, nhưng các phương diện khác chỉ sợ không có nhiều ích lợi nào. Huống hồ bộ công pháp ta muốn trao đổi với đạo hiếu, cũng không phải là bộ công pháp bình thường gì, đó là bộ công pháp chuyên về sức mạnh đại lực kim cương quyết. Cốt thiên tầm tiếp tục nói, sau khi Hàn Lập nghe xong, lông mày chợt nảy lên một cái, bộ công pháp đại lực kim cương quyết này, lúc trước hắn đã nghe độc long nhắc qua, đó là bộ công pháp của đồ cương tu luyện, quả thực uy lực không hề yếu chút nào, xem ra chắc là cốt thiên tầm từ chỗ gã mà trao đổi được. Lệ đạo hữu tha thứ cho ta nói thẳng, nếu đạo hữu chỉ tu luyện mỗi vũ hóa phi thăng công này, cũng chỉ đủ để ứng phó với đám lân thú dưới huyền giai còn đám địa giai lân thú thì đừng hòng mà nghĩ tới, hoặc là đám người huyền đấu sĩ có tu vi cao kia đừng mong là chiếm được lợi. Dù sao đẳng cấp huyền đấu sĩ cùng lân thú càng cao, thì cơ thể đạt tới trình độ cứng cỏi mạnh mẽ vô cùng, đến lúc đó cho dù có tốc độ mà lực lượng không bằng, thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Thấy Hàn Lập lộ ra vẻ do dự, Cốt Thiên Tầm lại nói thêm. Hiển nhiên Hàn Lập biết rõ về chuyện này, những năm qua hắn không nguyện ý khiêu chiến địa giai lân thú, một phần vì sợ bại lộ chính xác số lượng huyền khiếu ra bên ngoài, nhưng phần lớn là lo lắng cho phương diện này. Cốt Đạo Hữu nói không sai, quả thật lệ mỗ đang cần một bộ công pháp giống như đại lực kim cương quyết. Chỉ là vũ hóa phi thăng công này có chút cơ duyên đặc thù, nếu trao đổi với Đạo Hữu, thật sự là hơi thua thiệt. Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói, thực không dám giấu giếm gì, bộ đại lực kim cương quyết này ta từ nơi khác trao đổi mà có, phẩm chất không tồi, ta cũng tốn không ít tiền mới có được nó, xét về trình độ chân quý cũng không kém bao nhiêu với bộ vũ hóa phi thăng công của đạo hiếu. Tuy nhiên nếu đạo hiếu đã mở miệng, ta nguyện ý đem vào đó ba viên thú hạch huyền giai lân thú, để trao đổi với đạo hiếu như thế nào. Cốt thiên tầm suy nghĩ một chút, rồi truyền âm nói. Ba viên thú hạch huyền giai lân thú. Cốt đạo hữu sao mà keo kiệt như vậy? Lệ mộ có thể có được cái tên huyễn ảnh, cũng là nhờ vào bộ công pháp đó ban tặng cho, phẩm chất nó như thế nào mà lại được đánh đồng với bộ đại lực kim cương quyết chứ? Lông mày hàn lập cố ý nhướng cao, hơi kinh ngạc nói. Cốt thiên tầm nghe vậy, hơi do dự nói. Đã vậy thì ta sẽ hào phóng lần nữa, ngoại trừ bộ công pháp đó, tăng thêm một viên thú hạch địa giai lân thú như thế nào? chương 877, trùng kích bình cảnh, thành giao, hàn lập nghe vậy, không còn do dự chút nào, lập tức đáp. Ha ha, lệ đạo hữu chậm một chút, ta còn có một yêu cầu nho nhỏ. Hy vọng lúc đạo hữu truyền thụ công pháp, đồng thời có thể bổ sung một chút tâm đắc tu luyện, thế nào? Cốt thiên tầm cười nhẹ, hỏi thăm, cái này ngược lại không phải là không thể, chỉ là bất kể vũ hóa phi thăng công này, hay là tâm đắc tu luyện của lệ mỗ, đạo hữu chỉ có thể tự mình tu luyện, không được truyền cho kẻ khác. Nếu cốt đạo hữu đồng ý, tiện thể phải thề làm chứng, còn nếu như làm không được, việc này thôi vậy. Hàn Lập gật đầu nhẹ, truyền âm nói ra, công pháp bực này, chỉ sợ tại toàn bộ Thanh Dương Thành cũng đều là công pháp độc nhất đấy, không cần đạo hữu nói, ta cũng sẽ không truyền cho người khác. Cốt thiên tầm nghe vậy, trực tiếp đáp ứng, dứt lời, nàng lập tức hạ trọng thệ. Hàn Lập thấy vậy, liền dùng thần niệm trao đổi công pháp tu luyện với nàng, lấy được miếng thú hạch địa giai nọ. Trận giao dịch coi như hoàn thành, hai bên đều vui vẻ. Thời gian tiếp theo, Hàn Lập tìm tòi nửa ngày trong trao đổi hội, nhưng không thu hoạch được gì khác liền cáo từ độc long một tiếng ly khai trước hàn lập ly khai khu giao dịch lại không có quay về chỗ ở mà đi tới đại sảnh trao đổi lệ đạo hữu lần này muốn đổi vật gì sau cái bàn đá dài một thanh niên cao gầy mặc áo bảo đỏ thấm tươi cười đón chào bây giờ trong huyền đấu trường hàn lập cũng là nhân vật phong vân hơn nữa tần suất hắn lên đài tỉ thí cao hơn rất nhiều so với huyền đấu sĩ bình thường ở chỗ này đã giao dịch vô số lần thường xuyên qua lại, dần dần quen thân với những người này. Lần này ta không đổi vật phẩm, là đi tinh chỉ tu luyện. Hàn Lập lấy ra thẻ số, đưa tới. Bảng số huyền điểm trên đó hiện ra con số 118 điểm. Mấy năm qua tuy hắn chưa từng nghỉ ngơi, kiếm được huyền điểm không ít, nhưng đều dùng trên việc tu luyện, căn bản không có dư giả bao nhiêu. Thanh niên cao gầy nghe vậy gật đầu nhẹ, tiếp nhận thẻ số, dùng ngân sắc đoàn bổng quơ trên bảng số một cái, lập tức thẻ số thiếu đi 100 huyền điểm, chỉ còn lại có 18 điểm. Lệ đạo hữu xin mời đi theo ta, thanh niên cao gầy dặn dò vài tiếng với nhân viên bên cạnh, sau đó đứng dậy dẫn Hàn Lập đi đến trước thông đạo trong sảnh có viết chữ tiến nhập tinh trì. Cửa đá đi vào thông đạo vẫn đóng chặt như cũ, thanh niên cao gầy lấy ra một lệnh bài màu lam, đặt vào trong một vết lõm hình vuông trên cửa đá đang đóng chặt, vừa vặn khớp với lệnh bài màu lam. Tinh quang nhẹ nhẹ từ trên lệnh bài tán phát ra, nhanh chóng lan tràn ra trên cửa đá. Sau đó két một tiếng vang nhỏ, cửa đá từ từ mở ra. Đi thôi, thanh niên cao gầy gỡ lệnh bài xuống, dẫn Hàn Lập tiến vào, cửa đá một lần nữa đóng lại. Trong cửa đá là một hành lang sáng lờ mờ, đi một lát, phía trước xuất hiện từng bậc cầu thang hướng lên trên. Hai người bước lên cầu thang đi lên trên, đi một hồi lâu mới đến điểm cuối. Cuối hành lang là một gian thạch thất có diện tích chừng hai ba mươi trượt, nói là thạch thất ngược lại cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì trên thạch thất này cũng không có nóc đỉnh, mà mở lộ thiên ra, nhìn lên rất giống một chỗ thung lũng trong đỉnh núi. Trung tâm thung lũng là một ao tròn lớn vài chục trượng, chung quanh ao tròn thình lình sinh trưởng từng gốc cây lạ màu trắng, chừng hơn 10 gốc, vây ao tròn vào chính giữa. Những gốc cây màu trắng này, bất luận gốc cây, cành cây, hay là lá cây đều có màu trắng thanh khiết, phảng phất như dùng bạch ngọc điêu khắc thành, nhìn có chút kỳ lạ. Hơn nữa cây lạ màu trắng này cành lá vô cùng tươi tốt, trải rộng ra, hầu như chiếm hết toàn bộ không gian trên thung lũng. Trên cành cây càng khắc đầy vô số bạch sắc đường vân, một mực lan tràn đến trong ao tròn. Giờ phút này màn đêm lặng yên buông xuống, đạo đạo tinh quang từ không trung buông xuống. Những lá cây màu trắng này tản mát ra từng trận bạch sắc quang mang, toàn bộ tinh quang phụ cận hội tụ đến, dung nhập vào trong lá cây màu trắng, sau đó chạy theo các đường vân, hội tụ đến trong ao tròn. Trong nước ao màu trắng tràn đầy tinh quang như thực chất, hiện ra sóng ánh sáng nhẹ nhẹ, thật giống như một ao thủy tinh vậy. Bên cạnh ao tròn là một nam tử bạch bào đang khoanh chân ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Người này khoảng chừng 30 tuổi, làn da trắng nõn dị thường, không có một tia huyết sắc, hơn nữa đầu tóc lông mi cũng đều là màu trắng. Đại nhân, vị lệ phi vũ này đã nộp 100 huyền điểm, muốn đi vào tinh trì tu luyện một lần. Thanh niên cao gầy cung kính thi lễ với bạch bào nam tử, nói ra. Bạch bào nam tử mở to mắt, nhìn thoáng qua hàn lập, gật đầu nhẹ. Thanh niên cao gầy thi lễ một lần nữa, lui trở về. Bạch bào nam tử lại liếc nhìn một chút, không nói gì, lấy ra một cái đồng hồ cát lớn cỡ lòng bàn tay đặt ở bên cạnh, bên trong cát nhỏ im ắng đang chảy xuống. Hàn lập lập tức thả người nhảy vào trong ao tròn, bóng một tiếng, bọt nước màu trắng bắn tung tóe tứ từ phía, từng điểm như hạt châu. Tinh trì này hắn cũng không phải lần đầu tiên tới, cho nên quy củ nơi này hắn biết rất rõ ràng. Giao nộp một trăm huyền điểm mặc dù có thể đổi lấy một lần tiến vào tinh trì, nhưng thời gian tu luyện chỉ có một canh giờ. Đồng hồ cát bên kia chảy hết một canh giờ, đến lúc đó phải ly khai. Hắn khoanh chân ngồi xuống trong ao, vận chuyển vũ hóa phi thăng công. Lực lượng tinh thần tinh thuần hội tụ nhẹ nhẹ đến, dung nhập vào trong cơ thể hắn, so với lúc hấp thu thú hải cường đại hơn nhiều. Hàn lập vận chuyển những lực lượng tinh thần này, ngưng tụ thành một cỗ, phóng tới một chỗ huyền khiếu trong bụng. Đây là huyền khiếu duy nhất không nằm trên hai chân trong bộ công pháp vũ hóa phi thăng công này, nhưng là huyền khiếu trọng yếu nhất, cũng là một cánh cửa khó khăn nhất của vũ hóa phi thăng công. Chỉ cần đả thông nơi đây, lực lượng huyền khiếu trên hai chân trái phải liền có thể quán thông một mạch, vũ hóa phi thăng công cơ bản xem như đại thành, mấy huyền khiếu còn lại chỉ là dâu ria tiểu tiết, không đáng để lo. Trong mấy năm này, Hàn Lập hầu như liều lính khổ tu vũ hóa phi thăng công, dựa vào đủ loại kỳ ngộ, tiến cảnh thần tốc, trong ba tháng trước đã tu luyện đến chỗ bình cảnh này. Ba tháng qua, hắn nghĩ hết các loại biện pháp để đột phá, đáng tiếc một mực không thể thành công, chỉ mở huyền khiếu ra được non nửa, lại không thể nào tiến bộ thêm nữa. Do đó hắn tích góp từng tí một huyền điểm, tiến vào tinh trì thử đột phá. Lực lượng tinh thần to lớn được hắn dùng ý niệm thúc dục, hung hăng trùng kích lên huyền khiếu đang đóng chặt. Trong đầu hắn ầm ầm một tiếng, thân thể không khỏi run lên, nhưng huyền khiếu lại không phản ứng chút nào, lực lượng tinh thần ngưng tụ cũng tan vỡ tứ tán. Đối với tình huống như vậy, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, lần nữa vận chuyển vũ hóa phi thăng công hấp thu lực lượng tinh thần trong tinh trì, bắt đầu trùng kích lần thứ hai. Ầm ầm ầm, từng cỗ lực lượng tinh thần trùng kích lên trên huyền khiếu, từng lớp nối tiếp nhau. Trong nháy mắt, hơn nửa canh giờ đã qua, khuôn mặt Hàn Lập mơ hồ đỏ lên, cái chán cũng đầy mồ hôi, trùng kích liên tục như thế, đối với thân thể của hắn cũng là gánh nặng không nhỏ. Bất quá nỗ lực vất vả như vậy, thu hoạch cũng rất lớn, huyền khiếu lại mở ra không ít, mặc dù không có hoàn toàn mở rộng, nhưng cũng không xa nữa. Hàn Lập hít sâu một hơi, thoáng điều tức thân thể một cái, tiếp tục trùng kích. Chỉ là tình huống kế tiếp lại phát sinh biến hóa, huyền khiếu mở rộng hơn phân nửa lại trở nên cứng cỏi, mặc dù lấy lực lượng tinh trì trùng kích, cũng dần dần mất đi hiệu quả. Vũ hóa phi thăng công quả nhiên không phải dễ luyện thành như vậy. Hàn lập lầm bẩm cũng không lo lắng, lật tay lấy ra một viên thú hạch lớn chừng quả đấm. Vật này chính là miếng thú hạch địa cấp mới lấy được từ cốt thiên tầm bên trong thú hạch có một vòng xoáy tinh quang màu trắng mắt thường có thể thấy được, đang cuồn cuộn không thôi. Lực lượng tinh thần ba động kinh người từ trong thú hạch tán phát ra, mạnh hơn cả tinh trì. Khóe miệng hắn lộ vẻ vui mừng, không chút do dự nuốt vào trong bụng. Sở dĩ hắn vừa mới giao dịch cùng cốt thiên tâm, ngoại trừ nhìn chúng đại lực kim cương quyết của đối phương, kỳ thực nguyên nhân lớn hơn chính là miếng thú hạch địa cấp này. Vật này ẩn chứa lực lượng tinh thần phi thường cường đại, đối với trùng kích huyền khiếu có trợ giúp rất lớn, cho nên hắn mới dứt khoát đáp ứng giao dịch như thế, nếu không hắn cũng không nguyện truyền thụ công pháp bí thuật bản thân cho kẻ khác tuy thú hạch càng cao cấp luyện hóa càng khó khăn nhưng hắn có trưởng thiên bình trong tay luyện hóa chỉ như một bữa ăn sáng thú hạch rất nhanh hòa tan hóa thành một đoàn lực lượng tinh thần cường đại dị thường nhưng cực kỳ cuồng bạo sông mạnh trong cơ thể hàn lập nhưng ngay sau đó trưởng thiên bình lại tản mát ra một cỗ lực lượng hấp dẫn rất nhanh hút những lực lượng tinh thần trong thú hạch này trở về hàn lập toàn lực vận chuyển vũ hóa phi thăng công thao túng lực lượng tinh thần cỗ thú hạch này hơn nữa kết hợp với lực lượng tinh thần tinh trì hội tụ thành một đạo nước lũ càng lớn, trùng kích lên huyền khiếu. Âm một tiếng vang thật lớn nổ ra trong đầu Hàn Lập, lực lượng thần thức kích động mãnh liệt. Khí huyết trong cơ thể hắn cũng sôi trào cuồn cuộn theo, rất nhiều chỗ thần bí phụ cận huyền khiếu cũng bị xung kích ra, thậm chí ngay cả đan điền cũng rung chuyển không thôi. Cuối cùng cánh cửa huyền khiếu chấn động ông ông không thôi, hơn nữa chấn động càng lúc càng kịch liệt, lần nữa khai mở dần ra. Trong lòng Hàn Lập vui vẻ, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng vận chuyển công pháp, thúc động lực lượng thú hạch, đồng thời lực lượng tinh thần chung quanh tinh chỉ dung nhập vào trong cơ thể hắn càng lúc càng nhiều, dũng mãnh lao tới huyền khiếu. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trong tinh chỉ hiện ra một cái vòng xoáy. Phụ cận tinh trì, đuôi lông mày bạch bào nam tử nhếch lên, mở to mắt nhìn hàn lập, lộ ra một tia kinh ngạc. Kẻ này tu luyện huyền khiếu gì mà có thể dẫn phát động tĩnh lớn như thế? Bạch bào nam tử lầm bẩm một câu, trong tinh trì không cho phép dùng thần thức tùy ý dò xét người khác, cho nên gã cũng không có dò xét, chỉ nhìn xem Hàn Lập, trong mắt hiện ra quang mang cảm thấy hứng thú. Thời gian trôi qua từng chút, đồng hồ cắt bên cạnh gã nhanh chóng chảy xuôi xuống, rất nhanh chảy hết toàn bộ. Hàn Lập vẫn như cú khoanh chân ngồi ở trong tinh trì, trên bụng tản mát ra một đoàn tinh quang sáng ngời, chấp động không thôi, càng ngày lực lượng tinh thần ba động càng thêm kịch liệt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn đang đứng ở bước ngoặt tu luyện quan trọng. Bạch bào nam tử nhìn thoáng qua đồng hồ cát đã chảy hết, do dự một chút nhưng vẫn không đánh thức hàn lập thời gian lại qua nửa khắc chuông trong bụng hàn lập truyền ra một tiếng giặc giặc rất nhỏ huyền khiếu đột nhiên tản mát ra quang mang sáng ngời rốt cuộc huyền khiếu đã được mở rộng mặt khác huyền khiếu trên hai chân hắn cũng tản mát ra từng trận tinh quang nối thành một mảnh cả người trở nên nhẹ nhàng như lông vũ hàn lập bỗng nhiên mở to mắt trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng thân hình vừa mới động thình lình trực tiếp từ trong tinh trì bay lên một cỗ tinh quang sáng ngời từ huyền khiếu trên hai chân hàn lập tán phát ra, hình thành một đoàn quang mang tinh vân, cứ như vậy nâng thân thể của hắn lên, làm cho hắn lơ lửng giữa không chung, cũng không có rơi xuống. chương 878, Phong Thư và Cái Bình a à, nam tử áo trắng nhìn thấy bộ dạng hàn lập lúc này, hai mắt chấp động kỳ quang, trong miệng nhẹ ổ lên một tiếng. Hàn lập nghe được thanh âm này, lập tức từ trong cuồng hỉ do đột phá khôi phục lại, thân hình nhoáng một cái, sau một khắc lăng không lướt qua hơn 10 trường xuất hiện ở trước người nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng thấy cảnh này, thần sắc trên mặt không phát sinh biến hóa nữa, vẫn không nói một lời nhìn Hàn Lập. "Đa tả các hạ trông coi, để cho ta tu luyện trong tinh trì thêm một đoạn thời gian, không biết ta nên thanh toán thêm bao nhiêu huyền điểm." Hàn Lập nhìn đồng hồ cát bên cạnh nam tử áo bảo trắng, chắp tay nói ra. "Vừa rồi tuy rằng đang trong tu luyện, nhưng cảm giác của hắn với ngoại giới cũng không có gián đoạn, đối với cử động của nam tử áo bảo trắng, trong nội tâm có chút cảm kích không cần, vừa rồi lệ đạo hữu vượt qua thời hạn cũng chỉ nửa khắc chuông mà thôi, không cần phải thanh toán thêm phí. Chẳng qua là ta có một cái nghi vấn, hy vọng ngươi có thể giải đáp. Nam tử áo trắng lơ đến khoát tay áo, chợt vòng một cái, nói như thế. Đạo hữu cứ nói đừng ngại, lệ mỗ chi vô bất ngôn. Hàn lập hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười nói. Lệ đạo hữu tu luyện môn công pháp này cực kỳ bất phàm, không biết có thể cho ta biết tên gọi của nó là gì không? Trong mắt nam tử áo trắng hình như hiện lên quang mang nóng bỏng, hỏi. Vũ hóa phi thăng công, hàn lập trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Tên công pháp này, hắn đã sớm nói với cốt thiên tầm, ngược lại cũng không có gì phải giấu giếm. Vũ hóa phi thăng công, vũ hóa thành tiên, thật sự là tên rất hay, lệ đạo hữu hôm nay công pháp đại tiến, ngày sau trên huyền đấu trường chắc chắn sẽ càng nổi tiếng, danh từ huyễn ảnh càng thêm phát dương quang đại A. À. Nam tử áo trắng mỉm cười, gật đầu khen ngợi, các hạ quá khen, trong huyền đấu trường sinh tử tồn vong một đường, hôm nay không biết rõ ngày mai, khổ tu chỉ vì tăng thêm cơ hội giữ mạng mà thôi. Chút hư danh này chỉ là thoảng qua như mây khói, không đáng nhắc tới. Hàn lập cười khổ một tiếng, nói ra, huyền đấu trường tuy rằng sinh tử do mệnh, nhưng tốt xấu vẫn là chém giết công bằng, ngoại giới nhìn như tự do tự tại, nhưng nhân tâm lại khó lường. Hơi không cẩn thận, thân vẫn đạo tiêu, vạn năm tu hành bỗng chốc biến mất ha. Nam tử áo trắng lắc đầu, nói như thế. Nói cũng đúng, ngược lại là lệ mỗ làm kiêu. Nếu bàn về tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, cần gì phải quan tâm ngoại giới, hay là trong huyền đấu trường này. Hàn Lập cười ha ha nói. Hàn Lập lại nói chuyện phiếm vài câu với nam tử áo bảo trắng, sau đó cáo từ ly khai. Nam tử áo trắng đưa mắt nhìn Hàn Lập ly khai, trong miệng tựa hồ thì thảo tự nói một câu gì đó, rất nhanh lại khoanh chân ngồi xuống. Hàn Lập ly khai tinh trì, đi dọc theo hành lang xuống phía dưới, cảm thấy lúc này thân thể so với lúc đến nhẹ như lông hồng, phảng phất tùy thời có thể tung bay cách mặt đất mà đi. Dưới chân hắn khẽ động, toàn thân lập tức bay lên cách mặt đất, phảng phất một đoàn tơ liễu lơ lửng trong không trung, phiêu phiêu đáng đáng, tựa hồ căn bản không bị lực hút mặt đất ảnh hưởng. Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, hai chân đạp mạnh hư không, không khí ba một tiếng vang nhỏ, toàn thân lập tức bay về phía trước. Giờ phút này bên trong hành lang, mắt thấy sẽ đụng thạch bích phía trước, thân hình hắn quay tít một vòng, tiếp theo chân đạp hư không một cái, thân thể lập tức bắn ngược trở về. Tính trẻ con của Hàn Lập nổi lên, giống như tìm được một món đồ chơi mới lạ, dưới chân liên tục bước vào hư không, toàn thân lăng không bay múa trong thông đạo, phảng phất một con phi yến linh hoạt. Chơi đùa một hồi lâu, hắn mới tận hứng dừng lại, vẻ tươi cười trên mặt vẫn không giảm. Vũ hóa phi thăng công vậy mà thật sự bay lên khỏi mặt đất, năng lực này ở bên ngoài cũng không coi vào đâu, nhưng trong tích lân không cảnh lại quá hiệu dụng rồi. Đã có loại năng lực này, về sau bất luận chiến đấu hay làm sự tình khác đều thuận lợi hơn nhiều. Hàn Lập ổn định thoáng một chút tâm tình, rất nhanh quay trở về chỗ của mình, đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Tuy rằng đã đả thông chỗ huyền khiếu kia, tu vi thân thể đại tiến một bước, nhưng tu luyện lâu như vậy, thần thức của hắn cũng tiêu hao rất lớn, giờ phút này hơi mệt mỏi, chỉ muốn ngã đầu ngủ say vài ngày. Ngay lúc hắn tính nằm xuống, ánh mắt chợt cả kinh, nhìn về phía bàn đá trong phòng. Nguyên bản không có vật gì trên mặt bàn, giờ phút này trên đó lại có một phong thư bên cạnh phong thư còn có một bình nhỏ màu đỏ lớn vài tắc nhìn xuyên thấu qua thành bình hơi mờ mơ hồ thấy bên trong chứa đựng một ít chất lỏng màu đỏ sậm trong nội tâm hàn lập dùng mình mãnh liệt quay đầu nhìn về phía cửa phòng chỉ thấy chỗ cửa phòng không có gì khác thường thiên tinh bối mới mua đặt ở đó hoàn hảo không tổn hao gì tản mát ra một mảnh tinh quang bao phủ đại môn cũng không có vết tích bị phá hư sắc mặt hắn càng có chút khó coi đã có người có thể đột phá thiên tinh bối lẻn vào gian phòng mình, lại còn không lưu lại chút manh mối nào. Hàn Lập thoáng buồn ngủ liền tỉnh hẳn, cất bước đi đến bên cạnh bàn, thần thức dò xét trên phong thư cùng bình nhỏ một hồi lâu, không phát hiện vấn đề gì, lúc này mới cầm lấy phong thư mở ra. Trong phong thư là một trang giấy màu tím nhạt, phía trên viết một nhóm chữ cực nhỏ. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, thần sắc lập tức đại biến, thân hình nhoáng một cái liền xuất hiện ở bên cạnh cửa đá, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Một lát sau, sắc mặt hắn mới buông lỏng quay người đi trở về bên cạnh bàn đá, tiếp theo nhìn trang giấy màu tím một cái. Phía trên viết: Thanh Dương thành chủ để ý đến chân linh huyết mạch trong cơ thể ngươi, muốn lấy làm của riêng, sắp tới sẽ hạ thủ. Các hạ nếu không muốn vẫn lạc trong tay hắn, hãy uống chất lỏng trong bình, có thể cứu ngươi một mạng. Hàn Lập nhìn những chữ viết này, sắc mặt âm tình bất định, im lặng không nói. Phong thư này cùng bình nhỏ rốt cuộc là ai đưa tới, chẳng lẽ là giải đạo nhân? Hắn rất nhanh lắc đầu, Lần này thủ pháp lẻn vào phòng của hắn so với lần trước ám tặng thuật bế khiếu khác nhau, cao minh hơn nhiều, hẳn là không phải do một người làm. Hơn nữa nếu như Giải Đạo Nhân hành động, sự tình trọng yếu như vậy, Giải Đạo Nhân hẳn là sẽ để lại cho hắn tiêu ký để tránh hắn hiểu lầm. Không phải Giải Đạo Nhân thì là ai? Hơn nữa nội dung trên giấy không biết là thật hay giả, hay là có người muốn lợi dụng thủ đoạn này nhiễu loạn tâm thần hắn. Nhiễu loạn tâm thần hắn nhằm mục đích gì? Chỉ một thoáng vô số vấn đề hiện lên trong đầu hàn lập nhất thời trong đầu hắn lại không cách nào tập trung tinh thần được hắn lập tức phát hiện không ổn vội vàng hít sâu một hơi bình tĩnh thoáng một chút tâm tình so với việc tìm hiểu người nào lẻn vào đưa phong thư và bình nhỏ giờ phút này việc cấp bách là xác nhận nội dung trên trang giấy là có thật hay không hắn vừa nghĩ đến đây trong đầu không khỏi hiện lên thân ảnh thần dương nhớ lại lúc chiến đấu với người này tựa hồ lúc gã chứng kiến chân linh huyết mạch mình bày ra Sắc thực đã từng lộ ra một chút thần sắc khác thường. Bất quá, thanh dương thành chủ muốn chân linh huyết mạch có tác dụng gì? Chỉ là vì muốn đề cao sức chiến đấu. Hàn lập im lặng chốc lát, cầm bình nhỏ màu đỏ kia lên, xem xét cẩn thận. Trong bình là một ít chất lỏng màu đỏ sậm, thoạt nhìn rất giống một loại huyết dịch, nhưng lại không có chút mùi máu tanh nào, càng tản mát ra nhẹ nhẹ khí tức kỳ lạ. Hàn lập sau một phen moi ruột gan, cũng không phân biệt được đây là vật gì, liền cất phong thư cùng bình nhỏ màu đỏ vào, quay người đi ra gian phòng, rất nhanh đi tới chỗ ở Trần Lâm. Nhưng Trần Lâm tựa hồ không có bên trong, hắn gõ cửa một hồi cũng không có trả lời. Hàn Lập khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, sau đó quay người đi đến chỗ ở của Độc Long, đưa tay gõ cửa. Lệ đạo hiếu, có chuyện gì không? Độc Long mở cửa nhìn thấy Hàn Lập, trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngược lại cũng không có đại sự gì, có một số việc muốn hỏi thăm Độc Long đạo hiếu một chút. Thần sắc Hàn Lập như thường nói ra, Độc Long ồ một tiếng, mời Hàn Lập vào phòng rót hai chén trà. Độc Long đạo hiếu, không biết người có biết chân linh huyết mạch không? Hàn Lập cũng không có uống trà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chân linh huyết mạch, cái này ta đương nhiên biết. Chẳng qua chân linh chính là một loại dị thú kỳ lạ trong thiên địa, thực lực cường đại hơn sa hung thú bình thường. Người có được chân linh huyết mạch, có thể sử dụng một phần năng lực chân linh kia, từng người đều tiềm lực bất phàm. Chỉ tiếc trong thánh vực chúng ta, số lượng chân linh vô cùng thưa thớt. Tộc nhân có được chân linh huyết mạch cực nhỏ, bất quá nghe nói ở tiên vực nhiều hơn một chút, Lệ Đạo Hữu hỏi cái này để làm gì. Độc Long khẽ giật mình, có chút kỳ quái nhìn Hàn Lập một cái, nhưng vẫn hồi đáp. "Không có gì, chẳng qua là gần đây nghe người ta nói đến chân linh huyết mạch, cảm thấy hiếu kỳ, đáng tiếc kiến thức lệ mỗ nông cạn, cho nên mới tìm Độc Long đạo hữu hỏi thăm một chút." Hàn Lập cười nói, vài năm sống chung, hắn cũng biết được một ít tính cách Độc Long, ánh mắt gã này nhạy cảm, xử sự, sự vững vàng, là một người tài nhược điểm duy nhất chính là yêu khoe khoang thích nghe người ta thổi phồng chân linh huyết mạch hoàn toàn chính xác là đồ vật chân quý hiếm có nhất là đối với thể tu chúng ta đấy trên mặt độc long lộ vẻ tươi cười gật đầu nói chuyện đó là thế nào ánh mắt hàn lập ngưng lại hỏi người có chân linh huyết mạch thân thể cường đại hơn nhiều so với người bình thường sử dụng chân linh huyết mạch sau khi biến thân càng làm cho lực lượng thân thể tăng vọt lên bất quá cái này cũng không coi vào đâu chân linh huyết mạch còn có một diệu dụng rất ít người biết độc long nói ra câu cuối mặt lộ vẻ thần bí a à, lại không biết là diệu dụng gì kính xin độc long đạo hữu chỉ giáo một chút nội tâm hàn lập chấn động bất động thanh sắc hỏi việc này ta cũng là ngẫu nhiên nghe được chân linh huyết mạch có thể phụ trợ đả thông huyền khiếu độc long hạ giọng nói ra quả thật hàn lập nghe vậy trong nội tâm khẽ động ta cũng là nghe người ta nói thôi cũng không tận mắt chúng kiến bên trong thánh vực chúng ta người có được chân linh huyết mạch quá ít hơn nữa chỉ có mỗi huyết mạch thì chưa được còn phải có công pháp tương ứng mới có thể phát huy tác dụng chân linh huyết mạch độc long nhún vai nói ra thì ra là thế đa tạ độc long đạo hữu giải thích nghi hoặc cho tại hạ tại hạ còn có chuyện xin cáo từ trước ánh mắt hàn lập chấp động lập tức đứng lên cáo từ ly khai vừa dứt lời hắn không đợi độc long đưa tiến quay người đi ra bên ngoài độc long hơi ngẩn ra lập tức lắc đầu cũng không có để ý việc này hàn lập rời phòng độc long lập tức trở về chỗ ở của mình, sắc mặt có chút phức tạp. Không thể tưởng được chân linh huyết mạch vẫn còn có tác dụng bực này, khó trách tốc độ hắn đã thông huyền khiếu lại hơn xa những người khác. Nếu quả thật chân linh huyết mạch có diệu dụng bực này, thanh dương thành chủ mưu đồ huyết mạch trong cơ thể hắn, vậy hoàn toàn chính xác rồi. Chẳng qua là nếu như Thanh Dương thành chủ thật sự muốn chân linh huyết mạch trong cơ thể hắn, vì sao lúc trước tại thời điểm bắt hắn lại không động thủ thu lấy, mà ném hắn vào huyền đấu trường. chương 879, thủ đoạn phi thường ý niệm trong đầu hàn lập chuyển động giờ phút này đã tin tưởng hơn phân nửa nội dung trang giấy thần bí nhân kia để lại không phải vì những lời nói của độc long mà còn có phản ứng của thần dương lúc trước khi thấy chân linh huyết mạch trong cơ thể hắn càng thêm nữa chính là trực giác của hắn trực giác nói cho hắn biết lời trong tờ giấy này là không sai lại nói tiếp từ lúc hắn bước lên con đường tu tiên đến bây giờ loại trực giác cảm ứng đối với nguy hiểm này đã không biết cứu hắn bao nhiêu lần nghĩ đến đây hắn vuốt nhẹ ngực trên mặt nổi lên một hồi xanh mét. Nếu như Thanh Dương thành chủ thật sự mưu đồ bí mật đối phó hắn, tình huống cũng có chút hỏng bét, trong cơ thể hắn vẫn còn tồn tại hắc kiếp trùng, không lấy nó ra, căn bản đừng nghĩ đến việc đào tẩu. Đến lúc đó đừng nói là ra tay chống cự, chỉ sợ một ý niệm trong đầu đối phương cũng có thể làm cho chính mình sống không bằng chết. Nhưng muốn cho hắn ngoan ngoãn bó tay chịu chết, tuyệt không có khả năng. Hàn Lập đi tới đi lui trong phòng chốc lát, liền ngừng chân lại, lật tay lấy ra bình nhỏ màu đỏ kia xem kỹ một lát há miệng phun ra một tiểu bình màu xanh sẫm đúng là trường thiên bình hắn không có theo lời tờ giấy uống chất lỏng màu đỏ trong bình nhỏ mà đổ nó vào trong trường thiên bình sau đó phong bế miệng bình lại lần nữa nuốt tiểu bình vào trong bụng hàn lập mặc dù đã tin tưởng lời trên trang giấy kia nhưng cũng không làm theo lời nói của đối phương trung thực uống chất lỏng màu đỏ không rõ này bất quá nếu ném chất lỏng màu đỏ này đi cũng vô cùng liều lĩnh nghĩ lại nên tạm thời chứa vào trong trường thiên bình là bảo đảm nhất làm xong những thứ này, Hàn Lập nhắm mắt tính tọa, tiếp tục tính toán lên kế hoạch đối phó. Kỳ thật những năm qua hắn cũng không phải không suy nghĩ cách đào tẩu, cũng đã tìm hiểu không ít tình huống. Toàn bộ huyền đấu trường được xây dựng trong Thanh Dương Thành đã bị phong kín hoàn toàn, ngoại trừ tinh chỉ và mấy khu vực đặc thù, đi ra ngoại giới cũng chỉ có cánh cổng vào huyền đấu trường thôi. Tinh chỉ và mấy khu vực đặc biệt tuy cũng có đường đi ra ngoại giới, tuy nhiên lại có cấm chế, đồng thời có cao nhân tỏa chấn trông coi, để ngừa người từ đây đào thoát. Những địa phương này, mấy năm qua hắn trong tối ngoài sáng đã ngầm dò xét qua từng cái, trong lòng đã sớm định ra, vạn nhất một ngày chạy trốn khỏi nơi này, nên phải làm như thế nào. Bất quá khó khăn nhất không phải lộ tuyến đào thoát, mà là phương pháp đối phó hắc kiếp trùng. Hắn đã tìm hiểu nhiều thông tin về trùng này, đáng tiếc vật ấy chính là át chủ bài thanh dương thành để khống chế nô lệ huyền đấu sĩ, cực kỳ che giấu manh mối việc này, trong tình huống không sử dụng thủ đoạn, tiến triển thập phần có hạn, vì vậy đến nay vẫn không có thu hoạch nào khác chỉ là tình huống bây giờ gấp gáp, không cho phép hắn trần chờ nữa. Hàn Lập bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, đứng dậy rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài. Lệ đạo hiếu, lệ huynh, đám huyền đấu sĩ khu thứ 9 nhìn thấy hắn, trước sau như một làm ra động tác mời chào. Dù sao lúc này đã không giống như xưa, hôm nay tùy bề ngoài tu vi Hàn Lập cũng không biến hóa quá lớn, nhưng hắn biểu hiện thực lực ở huyền đấu trường rõ như ban ngày, lại thêm quan hệ thân mật với độc long lão đại ở khu này, tự nhiên cũng đã trở thành đối tượng để không ít người nịnh bợ. Hàn Lập gật đầu một cái đáp lại, rất nhanh rời khỏi khu thứ 9, đi tới đại sảnh trao đổi. Hắn đi vòng vo một vòng trong sảnh, sau đó nhìn như tùy ý đi tới thông đạo khu thứ tư. Tại đây hắn nấn ná chốc lát, sau đó lại đi tới khu thứ 8, rồi đi qua khu thứ nhất. Đi tới đi lui vài vòng như thế, hắn lần nữa trở lại đại sảnh trao đổi, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hắn vừa mới đi loạn bốn phía, một mực không để lại dấu vết để dò xét động tĩnh chung quanh nếu như thanh dương thành chủ sắp ra tay có lẽ sẽ phái người theo dõi hành động của mình thế nhưng vừa rồi hắn đi một vòng bốn phía cũng không phát hiện có người theo dõi trong lòng của hắn thở nhẹ ra đồng thời cũng không khỏi có chút nghi hoặc tình huống trước mắt tuy rằng vượt qua dự liệu của hắn bất quá hắn đã quyết định đương nhiên không có ý bỏ cuộc giữa chừng hàn lập thở nhẹ ra một hơi bước vào một chỗ thông đạo rất nhanh đi tới một chỗ khu thứ chín đến trước một căn phòng, gõ cửa. Sau một lát, két, một tiếng, cửa phòng từ từ mở ra, lộ ra một thân ảnh thanh niên áo xám, đúng là người lúc trước mang hàn lập tiến vào huyền đấu trường, tên là Trúc Tiết Sơn. Trúc Đạo Hiếu, đã lâu không gặp, hàn lập cười lên tiếng chào hỏi, lệ phi vũ, người tới đây làm gì? Trúc Tiết Sơn nhìn thấy hàn lập, mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhướng mày hỏi. Trúc Đạo Hiếu không cần đề phòng như thế, chúng ta coi như quen biết đã lâu, lúc trước còn được các hạ dẫn ta vào huyền đấu trường, lệ mẫu nhớ lại tình cảm trúc đạo hữu dẫn ta tiến vào nơi này, hôm nay cố ý tới đây ôn chuyện cùng ngươi, đồng thời cũng có chút việc nhỏ muốn nhờ trúc đạo hữu hỗ trợ. hàn lập vừa cười vừa nói, giấu kín một túi tiền nhét vào trong tay trúc tiết sơn. đuôi lông mày trúc tiết sơn nhảy lên, giả vờ lấy ra mấy khối tròn vo trong bao vải, đúng là mấy viên thú hạch huyền cấp. lệ đạo hữu khách khí, vào đi. sắc mặt gã hơi trì hoãn, tránh ra con đường mời hàn lập vào chỗ ở của trúc tiết sơn không khác với chỗ ở của hàn lập bất quá diện tích lớn hơn không ít trong phòng ngoại trừ chỗ ngồi trang trí còn nhiều thêm không ít những vật khác hết thảy đều bố trí trật tự ngay ngắn rõ ràng ánh mắt hàn lập quét qua chung quanh thời điểm quay đầu không biết trúc tiết sơn lấy từ đâu lấy ra một bộ bình trà rót một chén trà xanh mời hương trà tỏa ra bốn phía thấm vào ruột gan nơi huyền đấu trường này vốn bẩn cùng không có trà ngon kính xin lệ đạo hữu chớ chê trách trúc tiết sơn cười nói Chúc đạo hiếu, trà này thơm như thế, trà ngon cũng không thể hơn, chúng ta đây ngày thường đều phải uống nước lã à. Hàn lập nâng chung trà lên thổi thổi, uống qua một hớp, cười nói. Lệ đạo hiếu nếu ưa thích, đợi lát nữa trở về mang theo một ít là được. Đúng rồi, không biết lệ đạo hiếu tới đây, cần làm chuyện gì. Trúc Tiết Sơn khoát tay áo, sau đó mỉm cười hỏi. Vừa rồi, thời điểm ta ra ngoài trở về phòng, đột nhiên phát hiện có người lẻn vào trong phòng ta, hơn nữa để lại phong thư này, nội dung bên trong làm cho ta có chút kinh hãi, vì vậy tới đây thương nghị với Trúc Đạo Hữu một lát. Sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng, lấy ra phong thư kia đưa tới. Trúc Tiết Sơn nghe vậy ánh mắt lóe lên, tiếp nhận phong thư xem qua, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trong nháy mắt tâm thần gã chấn động, tay phải Hàn Lập liền điểm gấp ra, hai ngón tay chấp động bạch quang, giống như một thanh thủy thủ sáng như tuyết, nhanh như tia chớp đâm về đan điền bụng dưới của Trúc Tiết Sơn. Cùng lúc đó, chỗ nghi tâm hắn lóe lên tinh quang, một sợi xiềng xích óng ánh bắn ra nhanh như điện đâm về phía đầu trúc tiết sơn leng keng leng keng hai tiếng giòn vang một thanh cốt kiếm trắng như tuyết trống rỗng xuất hiện phía trước bụng trúc tiết sơn cản được ngón tay của hàn lập mà trên trán trúc tiết sơn hiện ra từng đường vân óng ánh mơ hồ hình thành một chương phù lục tinh quang trói mắt từ phía trên tán phát ra hình thành một mặt quang thuận óng ánh chặn thần niệm chi liên của hàn lập lại hàn lập thấy cảnh này sắc mặt lập tức trầm xuống sớm biết ngươi như vậy là có vấn đề chút trò hề đó cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Trúc Tiết Sơn cầm cốt kiếm trong tay, cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, năm ngón tay gã cầm kiếm động liên tục, cốt kiếm màu trắng trong tay đột nhiên nở rộ bạch quang nhè nhẹ, tiếng gió sắc nhọn xùy xùy ngưng tụ ra một đạo kiếm khí màu trắng lớn hơn một trượng, hung hăng chém về phía Hàn Lập. Kiếm khí, đồng tử Hàn Lập co rụt lại, bên trong tích lân không cảnh căn bản không thể sử dụng ma khí hoặc là tiên linh lực, tại sao có kiếm khí xuất hiện? Trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, thân ảnh lóe lên tiêu thất trong hư không, làm cho kiếm khí màu trắng chém vào hư không. Trúc Tiết Sơn sững sờ, sau một khắc sắc mặt đại biến nhanh chóng quay người lại, cốt kiếm trong tay đại thịnh bạch quang bổ về phía sau lưng, phá vỡ không khí, phát ra tiếng sắc nhọn như kim thạch va chạm. Nhưng không chờ cốt kiếm màu trắng đánh xuống, một bàn tay đã xuất hiện ở trước người gã, hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng đến ngực Trúc Tiết Sơn. Phanh một tiếng vang thật lớn, ngực Trúc Tiết Sơn nóng lên, sau đó toàn bộ cơ thể bị một cỗ man lực sắc bén đánh trúng, thân thể như là rơm giả dạ trong cuồng phong bắn ngược ra, hung hăng đâm vào trên vách tường phụ cận. Bộ ngực gã bị phá vỡ ra một vết thương khổng lồ, máu tươi chen chúc bắn ra, trong miệng gã phun ra một ngụm máu tươi, cốt kiếm trong tay cũng rời tay bay ra. Ngươi, trên mặt trúc tiết sơn tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng không đợi gã nói hết lời, không chung giữa đỉnh đầu gã hoa lên một bóng người, thân ảnh hàn lập quỷ mị xuất hiện, một quyền oanh kích xuống binh khí trong tay trúc tiết sơn đã mất miến cưỡng nâng lên hai cánh tay ngăn cản nhưng giờ phút này gã đã bị trọng thương động tác trì trệ hai cánh tay cũng chưa kịp nâng lên trên trán đã trùng trùng điệp điệp ăn một kích âm một tiếng trầm đục thân thể trúc tiết sơn dường như thiên thạch rơi đập mạnh xuống đất lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đồng tử hai mắt rung rung ánh mắt mơ hồ hiển nhiên đã bị một quyền này làm thần hồn trong đầu mơ hồ gã nằm trên mặt đất không nhúc nhích toàn bộ cơ thể rơi vào loại trạng thái nửa hôn mê bất quá phù lục trên chán gã, còn có quang thuận óng ánh kia lại không bị ảnh hưởng gì, vẫn như cũ sáng ngời như lúc ban đầu. Hàn Lập đang ở không trung, thấy cảnh này ánh mắt chấp lên, sau đó mi tâm lóe lên tinh quang, một đạo tiểu kiếm hơi mở bắn ra, lập tức biến lớn gấp mấy lần, hóa thành một chuôi thần niệm chi kiếm lớn vài thước. Trên thần niệm chi kiếm khắc rõ đạo đạo phù văn kỳ dị, tản ra trận trận chấn động thần niệm cường đại, hung hăng chảm lên quang thuận óng ánh trên trán của Trúc Tiết Sơn. Giặc giặc một tiếng vang nhỏ, Quang thuận ông ánh trước thần niệm chi kiếm lại yếu ớt như giấy rán, đơn giản bị một chảm phá vỡ, phù lục trên trán cũng đứt từng khúc, vỡ vụn biến mất. Chém vỡ quang thuận ông ánh xong, thần niệm chi kiếm chợt ngừng lại. Tay hắn bấm niệm pháp quyết một chút, thần niệm chấp động hào quang, sau đó bỗng nhiên phân giải toàn bộ hóa thành sợi xiềng xích ông ánh, chui vào trong đầu Trúc Tiết Sơn. Thần niệm chi liên liền quấn quanh thần hồn trong đầu Trúc Tiết Sơn, bao phủ nó tầng tầng vào trong đó. Thân thể Trúc Tiết Sơn có rút lại một chút, lập tức triệt để bất động. Làm xong hết thảy, thân hình Hàn Lập nhoáng một cái xuất hiện phía sau cửa, mở hé cửa nhìn ra bên ngoài. Tài liệu sử dụng chung quanh chỗ ở Trúc Tiết Sơn giống chỗ ở của hắn, thần thức không cách nào xuyên qua, hiệu quả cách âm rất tốt, vì vậy hắn mới ngang nhiên động thủ như vậy. Ngoài cửa vẫn là một mảnh yên tĩnh, hiển nhiên không có người chú ý tới nơi này vừa mới đánh nhau. Trong lòng Hàn Lập khẽ buông lỏng, khép cửa phòng lại, quay người đi trở về bên cạnh Trúc Tiết Sơn bấm niệm pháp quyết điểm lên mi tâm gã, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Thân thể Trúc Tiết Sơn khẽ động, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt khôi phục vẻ thanh minh. Lệ Phi Vũ, người thật lớn mật, lại dám đánh lén ta. Chẳng lẽ không sợ hắc kiếp trùng vệ tâm mà chết, vừa khôi phục thần trí, Trúc Tiết Sơn lập tức giận giữ nhìn Hàn Lập hét lên. chương 880, hắc kiếp thạch, Hàn Lập thấy vậy, cũng không nói nhiều lời, tay phải nhấc lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh mạnh vào bụng của Trúc Tiết Sơn. Sắc mặt Trúc Tiết Sơn trong nháy mắt trở nên trắng bệch, chán của gã không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể cong xuống như một con tôm. Một quyền này, là trả lại cho ngươi, lúc trước đã đánh ta. Vẻ mặt hàn lập không đổi, nói ra, khổ, khổ, Trúc Tiết Sơn liên tục ho khan, nói không ra lời. Ta không nói nhảm với ngươi nữa, nội dung trên tờ giấy kia, có đúng là sự thật không? Thành thật trả lời ta, nếu không đừng trách ta lấy binh khí của ngươi, chém đứt tứ chi ngươi. Hàn Lập cầm thanh cốt kiếm màu trắng rơi gần đó lên, lạnh lùng nói ra. Ngươi dám, tên nô lệ này, nếu ngươi dám đụng đến ta, cho dù chỉ một chút. Khổ khổ, thì ngươi hãy xác định bị hắc kiếp trùng gặm nhấm huyết nhục cả người đi, đến đó ngươi sẽ gào thét trong đau đớn cho đến chết. Trúc Tiết Sơn cố nén cơn ho khan lại, giận dữ la lớn. Vẻ mặt Hàn Lập lộ ra nụ cười lạnh lẽo, cánh tay vung lên, chợt lóe lên một đạo bóng trắng. Trúc Tiết Sơn cảm thấy cổ tay trái chợt nhẹ đi, rồi từ đó truyền đến một cỗ đau đớn dữ dội, thình lình cả bàn tay trái của gã liền bị chặt đứt, máu tươi phun như suối, trào ra bên ngoài. Đầu tiên Trúc Tiết Sơn khẽ ngẩn người, đang muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết, thì chợt một đạo bóng trắng lại hiện lên, trong miệng của gã lần nữa tuôn trào ra máu tươi, kèm theo đó là một đoạn đầu lưỡi hòa với máu rơi xuống mặt đất, còn trong miệng gã thì lại phát ra âm thanh ô ô. Thời gian của ta có hạn, lòng kiên nhẫn cũng có hạn, tiếp theo sẽ là tay phải của ngươi. Nói cho ta biết, Nội dung trên tờ giấy kia có phải là sự thật? Âm thanh Hàn Lập lạnh lẽo phảng phất như tấm băng ngàn năm. Thân thể Trúc Tiết Sơn khẽ run lên, ngơ ngác nhìn Hàn Lập. Đã như vậy thì đừng trách ta." Hàn Lập nhìn lên thanh cốt kiếm, rồi nhìn về tay phải của Trúc Tiết Sơn. "Dừng lại, ta, để ta nói cho ngươi biết, là thật, Quả Thật Thanh Dương Thành chủ đang thèm thuồng lực lượng chân linh huyết mạch trên người ngươi, nghe lão nói có thể dùng lực lượng chân linh huyết mạch để trùng kích Huyền Khiếu gì đó." tình huống cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm, ta tuyệt đối không có lường ngươi. Dường như Trúc Tiết Sơn bị thủ đoạn lãnh khốc của Hàn Lập dọa sợ, vội vàng truyền âm cầu xin tha thứ, gã nói rất nhanh. Hàn Lập nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, nội dung trên tờ giấy, quả nhiên là thật, may là mình đã quyết định nhanh chóng, sớm đã động thủ, nếu thật sự đợi đối phương động thủ trước, chỉ sợ bản thân mình rơi vào tình trạng gương vỡ khó lành rồi. Hắn nhìn về phía Trúc Tiết Sơn, Hàn mang trong mắt chấp động. Lệ đạo hiếu, ta chỉ là tiểu nhân vật trong huyền đấu trường này, cũng chỉ nghe mệnh lệnh ở trên mà làm việc, lúc trước ta đã không phải với ngươi, xin ngươi hãy dơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Thân thể Trúc Tiết Sơn run lên một cái, truyền âm cầu khẩn nói. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết những chuyện mà ta cần, ta sẽ không giết ngươi. Sắc mặt Hàn Lập hòa hoãn một chút, nói ra, đa, đa tạ lệ đạo hiếu. Trúc Tiết Sơn vội vàng cảm ơn nói, nếu Thanh Dương thành chủ đã muốn chân linh huyết mạch của ta, vì sao lúc trước bắt được ta không có động thủ mà lại phải kéo dài tới bây giờ? Hàn lập lại hỏi lần nữa. tại hạ không biết việc này chỉ được nghe phía trên giao phó đem ngươi nhốt vào huyền đấu trường mà thôi. những việc khác cũng không phải ta quản. Trúc Tiết Sơn truyền âm trả lời. Thanh Dương Thành chủ tột cùng định đến lúc nào động thủ với ta? Hàn lập nhíu mày lại hỏi. việc này ta cũng không có nghe nói, ta chỉ vừa mới nhận được mệnh lệnh phía trên nói là trong khoảng thời gian này hãy chú ý động tĩnh của ngươi chứ cái đó ra không còn mệnh lệnh nào khác nữa thân thể trúc tiết sơn co rụt lại dừng lại một chút lúc này mới truyền âm nói chỉ sợ nếu như ta có hành động khả nghi gì đó lập tức bắt giữ đúng không cho nên vừa rồi ngươi cho ta uống trà chắc hẳn trong nước trà có vấn đề ngươi không cần kéo dài thời gian làm gì căn bản trà kia ta không có uống vào bụng nó sẽ không phát huy tác dụng được đâu hàn lập cười lạnh một tiếng rồi phun ngụm nhỏ nước trà từ trong miệng ra trúc tiết sơn thấy vậy hơi ngẩn người, rồi sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ, gã liền e sợ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của Hàn Lập nữa. "Tốt, còn một vấn đề cuối cùng nữa, chỉ cần ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Sắc mặt Hàn Lập không đổi, nhàn nhạt mở miệng nói ra. "Vấn đề gì?" Trúc Tiết Sơn nghe vậy mừng rỡ, ngước mắt nhìn lên. Hắc kiếp trùng trong người ta, làm thế nào mới có thể lấy ra mà không để cho người khác phát hiện? Hàn Lập nhìn chằm chằm vào hai mắt của Trúc Tiết Sơn, hỏi từng chữ từng câu. Hắc kiếp trùng là kỳ trùng do thành chủ đại nhân luyện chế ra, thứ đó liên quan đến cơ mật tối cao của Thanh Dương Thành, chỉ có mỗi lão mới có thể cởi bỏ nó, trừ điều đó ra không còn phương pháp nào khác cả. Ta nghe nói, những ai có ý đồ tự mình cởi bỏ, kết cục đều thê thảm vô cùng. Trúc Tiết Sơn nghe vậy, biến sắc, lập tức truyền âm nói. Hàn Lập nghe lời này xong, tuy là hắn đã sớm đoán trước, nhưng vẻ mặt vẫn trầm xuống. Đạo hữu, tất cả chuyện này đều là sự thật, ta có thể lấy tâm ma để thề." Lại nói, việc trọng yếu quan hệ đến hắc kiếp trùng cỡ này, làm sao thành chủ đại nhân có thể nói cho một tiểu nhân vật như ta chứ? Trúc Tiết Sơn nhìn vẻ mặt thay đổi của Hàn Lập, vẻ mặt trở nên trắng bệch, vội giải thích. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, lúc này thần niệm chi liên giam cầm thần hồn của Trúc Tiết Sơn đã đạt đến trình độ có thể cảm ứng được tâm trạng thần hồn bên trong người gã. Giờ phút này, dao động thần hồn của Trúc Tiết Sơn tương đối ổn định, trái lại dường như gã không có nói dối hắn. Đáng tiếc hiện giờ hắn không cách nào vận dụng được tiên linh lực, nếu không hắn đã trực tiếp siêu hồn rồi, cần gì phải bức cung cho phiền phức như vậy. Ngươi là người coi ngục huyền đấu trường, không thể nào không biết gì về chuyện hắc kiếp trùng, lúc trước ta nhớ ngươi đã nói qua, có một tên tù phạm chạy trốn, liền bị hắc kiếp trùng phát tác, vì sao lại như vậy? Hàn lập ngẫm nghĩ một chút, nhíu mày hỏi, Trúc Tiết Sơn nghe vậy, cả người khẽ run lên, dường như vẻ mặt gã lộ ra nét trần chờ không có lập tức trả lời. Hừ, hàn quang trong mắt hàn lập chấp lên chợt cánh tay hắn vung lên từ đó hiện ra một đạo bóng trắng xẹt qua tay phải của trúc tiết sơn cả tay phải của trúc tiết sơn lập tức bị chém ra một vết thương thật sâu gần phân nửa cổ tay bị cắt đứt trong miệng gã phát ra tiếng kêu thảm thiết cả người đều run rẩy không ngừng ta đã nói lòng kiên nhẫn của ta có hạn nếu ngươi im lặng thì ngươi làm người không có chân tay là vừa ta có thủ đoạn làm cho ngươi không cách nào mọc ra được chi mới hàn lập nói rồi lại giơ cốt kiếm lên ta nói đừng chém đứt tay phải của ta. Vẻ trần chờ trong lòng Trúc Tiết Sơn bị một kiếm này đánh bay, vội nói. Mau nói, Hàn Lập đặt thanh cốt kiếm lên cổ tay phải của Trúc Tiết Sơn, lưới kiếm sắc bén làm làn da của gã run lên không ngừng, dường như chỉ cần Trúc Tiết Sơn trần chờ một lát sẽ bị nó chém đứt. Bên trong phủ thành chủ có một khối hắc kiếp thạch, khối đá này tỏa ra một cỗ dao động hồn lực đặc thù, bao phủ toàn bộ thanh dương thành. Chỉ cần hắc kiếp trùng ở trong phạm vi dao động hồn lực này, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, một khi rời khỏi phạm vi hắc kiếp thành, hắc kiếp trùng sẽ thức tỉnh, đến lúc đó sẽ phát tác, cho nên, căn bản thành chủ đại nhân không cần lo lắng các ngươi sẽ bỏ trốn. Trong lòng trúc tiết sơn nào dám có tâm tư nào khác, vội nói ra. Hắc kiếp thạch, vậy có phải chỉ cần ta lấy khối đá đó mang trên người, hắc kiếp trùng sẽ không bao giờ phát tác đúng không? Hai mắt Hàn Lập sáng lên, hỏi, chuyện này, trên lý thuyết thì có thể thực hiện, tuy nhiên ta cũng không có biết có được hay không dù sao thủ đoạn thành chủ đại nhân thông thiên, có hậu chiêu nào khác hay không, còn khó nói. Ánh mắt Trúc Tiết Sơn nhìn xuống, nói ra, Hàn Lập nhíu mày, không nói gì, lâm vào trầm tư, thế nhưng hắn rất nhanh ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói chuyện liên quan tới hắc kiếp trùng, người còn biết gì nữa không? Hãy nói hết cho ta biết, chỉ có vậy, còn những chuyện khác quả thật ta không biết. Trong mắt Trúc Tiết Sơn đỏ hoe, mơ hồ lộ ra vài phần oan ức, truyền âm nói. Thôi được, đợi lát nữa ta bắt một kẻ coi ngục khác, cha hỏi thử, nếu mà chuyện các ngươi nói giống nhau, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu mà ngươi cả gan lừa gạt che giấu, thì đừng trách ta dóc xương lóc thịt ngươi, ném cho bọn lân thú trong huyền đấu trường ăn. Hàn lập nghiêm nghị nói ra, Trúc Tiết Sơn nghe vậy ngẩn người, nhưng gã không còn lộ ra vẻ sợ hãi nữa, mà trái lại thở phào nhẹ nhõm. Hàn lập thấy vậy, nhíu mày lại, xem ra Trúc Tiết Sơn quả thực không nói dối. Chờ cánh tay hắn vung lên, cốt kiếm đập mạnh vào ót của Trúc Tiết Sơn. Phốc một tiếng, cả người trúc tiết sơn bổ nhào trên mặt đất lâm vào hôn mê trong miệng hàn lập nói lẩm bẩm bấm niệm pháp quyết chỉ vào mi tâm của gã ngay giữa mi tâm của trúc tiết sơn lấp lóe hào quang óng ánh lập tức hiện lên một cái phong ấn thuật nhìn như cái lồng giam lóe lên rồi biến mất làm xong hết thảy chuyện này hàn lập mới thu lại ngón tay sắc mặt hơi thả lòng thần hồn phong ấn này có thể phong ấn làm trúc tiết sơn rơi vào trạng thái ngủ say ba ngày ba đêm để gã không bỏ trốn được không phải hắn nương tay mà lo lắng không biết vị thành chủ Thanh Dương thành kia có làm thủ đoạn gì đó trên người gã hay không, nếu mà giết người này, ngược lại rước lấy sự chú ý của đối phương, đến lúc đó hắn được một mà mất mười. Hắn lập tức nhét cả người Trúc Tiết Sơn xuống dưới giường, rồi lau dọn vết máu bên trong căn phòng. Sau đó mở cửa phòng, vẻ mặt bình tĩnh bước ra bên ngoài. Ngay sau khi Hàn Lập rời khỏi khu vực này, hắn rất nhanh đã tới đại sảnh trao đổi, đứng ở bên ngoài đại sảnh, hắn nhìn huyền đấu trường ở phía dưới đối diện huyền đấu trường, mơ hồ cũng có một nơi tựa như khu đại sảnh trao đổi, ở đó có một lối đi thật lớn thông ra bên ngoài, nơi đó chính là lối vào huyền đấu trường. Chỉ cần thông qua nơi đó, liền có thể trực tiếp vào trong thanh dương thành. Mà phủ thành chủ, cũng ở trong thanh dương thành, muốn đoạt được hắc kiếp thạch, chỉ có thể tiến vào trong thanh dương thành mới có thể lấy được. Ánh mắt hàn lập chấp động, lông mày hơi nhíu lại. Dựa theo quy định huyền đấu sĩ bọn hắn, bọn hắn không thể rời khỏi huyền đấu trường này, cửa vào nơi đó có không ít thủ vệ trong coi, mục đích chính là phòng ngừa những huyền đấu sĩ bọn hắn thoát ra ngoài. Muốn đột phát qua đó, cũng không dễ dàng gì. Hàn Lập suy nghĩ một hồi, liền quay người đi về nơi ở của mình. Lúc trước hắn còn chưa biết gì về hắc kiếp thạch, cho nên không có chuẩn bị gì, nhưng bây giờ hắn đã biết được chuyện hắc kiếp thạch, kế hoạch đào thoát cần phải thay đổi một chút. Rất nhanh Hàn Lập đã quay về khu thứ 9, hắn đẩy cửa đi vào gian phòng của mình, hắn khẽ giật mình chỉ thấy một bóng người cao lớn đang đứng ở bên trong, nhìn ngũ quan dung mạo của người này, không phải giải đạo nhân còn có thể là ai nữa. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui mừng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, chợt sắc mặt của hắn thay đổi, bất ngờ thân hình nhoáng một cái, cả người nhanh chóng bắn ngược ra phía sau. Tuy nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh, ngay khi cả người hắn vừa mới lùi lại, trên đỉnh đầu hắn, chợt có bóng hình hoa lên. Ngay tại đó vô thanh vô tức hiện ra một đạo thân ảnh, cùng lúc ấy một cánh tay nhanh như điện đánh xuống, mạnh mẽ đánh vào ngực của hắn. chương 881, đến giờ, cánh tay kia tản mát ra từng tia sáng màu trắng, nhưng nơi đi qua hư không bị vạch ra một vệt trắng, tựa hồ muốn vỡ ra vậy. Hàn lập bị đánh một trường trúng ngực, một cỗ cự lực ầm ầm cuốn tới, thân thể bay ngược ra sau với tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần, hung hăng đụng trên cửa đá sau lưng. ầm một tiếng vang thật lớn, cửa đá bị đụng vào vỡ ra, đá vụn vang tung tóe. Thân thể hàn lập hung hăng đập xuống mặt đất, đánh ra một cái hố to. Hôm nay lực lượng thân thể của hắn tăng nhiều, mặc dù bị trọng kích này, nhưng cũng không bị thương quá nặng, chỉ là trong đầu cảm thấy choáng váng, đang muốn trở mình nhảy lên. Vào thời khắc này, suy suy hai tiếng rợi khiếu vang lên, hai bóng đen rơi xuống như điện, chính là hai sợi xiềng xích màu đen, vô cùng nhanh chóng quấn quanh hai tay hai chân hắn, hơn nữa kết một tiếng khóa chặt. Hai sợi xiềng xích màu đen vô cùng chắc chắn, thân thể hàn lập nhất thời không thể động đậy, trái tim hắn trầm xuống. Không đợi hắn kịp giấy ruộng, một bóng người chợt lóe lên xuất hiện ở trước người hắn, một bàn tay lóng lánh nắm chặt vào cổ họng hắn. Chớ dẫy dụa, người không trốn thoát được, chủ nhân bàn tay cười nhạt một tiếng, chính là thần dương. Bên cạnh cái hố lớn giờ phút này nhiều ra hai tên hắc bảo giáp sĩ, trong tay đều cầm một đầu sợi xích màu đen. Sắc mặt hàn lập xanh mét, nhưng cũng không dẫy ruộng nữa. Các huyền đấu sĩ trong khu thứ 9 kinh hãi, nhưng thấy đó là đám người thần dương, nhất thời không dám nói gì nữa. Người làm sao biết được, Hàn Lập nhìn Thần Dương, chậm rãi hỏi: "Cần gì phải phát hiện, lấy tính cách của ngươi, sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nhất định sẽ có hành động." Buồn cười là đám người hổ bí lại không cảm giác được chút nào, nhưng một công lao lớn như vậy cho ta. Thần Dương liếc đám người phụ cận một cái, truyền âm nói: "Hàn Lập nghe vậy, không nói gì, một tên hắc bào giáp sĩ lấy ra một bộ gông xiềng, đeo vào trên người Hàn Lập. Người này vi phạm quy củ huyền đấu trường, bây giờ phải đem hắn đến phủ thành chủ nhận tội." Các ngươi không cần kinh hoàng, chuyện này không liên quan gì đến các ngươi." Thần Dương nói với mọi người phụ cận, mọi người nghe lời này, vẻ mặt cũng không yên tâm bao nhiêu, chố mắt nhìn nhau. "Mang đi." Thần Dương cũng không để ý đến đám người, xoay người đi ra phía ngoài. Lúc này, Giải đạo nhân cũng đi ra, lặng lặng đi theo sau lưng Thần Dương, cũng không thèm nhìn Hàn Lập một cái. Hàn Lập thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, hai hát bảo giáp sẽ áp giải Hàn Lập đi theo phía sau, rất nhanh rời khu thứ 9 thân ảnh mấy người biến mất ở cuối hành lang, bên trong khu thứ 9 ẩm ầm một hồi xôn xao, vo ve nghị luận việc Hàn Lập bị bắt. Phía sau đám người, một bóng người đứng lặng lặng nơi này, chính là Trần Lâm. Ánh mắt gã lóe lên, một hồi lâu sau mới xoay người đi vào gian phòng của mình. Đoàn người thần dương rất nhanh rời khỏi huyền đấu trường, tiến vào Thanh Dương Thành. Phủ thành chủ ở chỗ cao nhất trong Thanh Dương Thành, thần dương chói Hàn Lập một đường bước đi, làm người đi đường phụ cận liên tục nhìn chăm chú. Hàn Lập cúi đầu đi, ánh mắt chấp động, ý niệm trong đầu chuyển động. Ta biết người có thần hồn công kích cường đại, bất quá nơi này chính là Thanh Dương Thành, người không thể nào chạy thoát. Người chớ uổng phí khí lực, sẽ chỉ tăng thêm thống khổ mà thôi. Thần Dương tựa hồ nhận ra suy nghĩ trong lòng Hàn Lập, cười lạnh nói. Con người Hàn Lập co rụt lại, hư lạnh một tiếng. Mấy người rất nhanh đi tới phủ thành chủ, phủ thành chủ có diện tích khá lớn, cũng không có xa hoa. Thần Dương cũng không thông báo, trực tiếp áp giải Hàn Lập đi thẳng vào thần dương đi một mình tuốt ở đằng trước ánh mắt sâu kín tựa hồ đang suy nghĩ cái gì giải đạo nhân đi theo sau lưng gã cũng không nói lời nào thậm chí không thèm quay đầu nhìn hàn lập một cái hai tay hàn lập bị trói ngược ở sau lưng do hai tên giáp sĩ si áp giải cứ như vậy một đường đi theo thần dương tới ngoài cửa động phủ thành chủ thành chủ đại nhân thuộc hạ thần dương có chuyện cầu kiến thần dương đi tới trước cửa đá đóng chặt tiến lên thông báo một tiếng bên trong động phủ không có ai lên tiếng đáp lại hai phiến cửa đá vẫn đóng chặt, cũng không có nửa điểm động tính. Thần Dương khẽ cao mày, đang muốn mở miệng lần nữa, nhưng cửa đá vừa dày vừa nặng lại vang lên một hồi âm thanh nặng nề, mở vào bên trong. Vào đi, một giọng nói từ bên trong truyền ra, thanh âm tựa hồ có mấy phần không đè nén được sự tức giận. Thần Dương ngoắc ngoắc ngón tay, hai tên giáp sĩ đem hàn lập tới trước người gã, rồi cáo lui một tiếng rời đi. Gã Dương mắt nhìn hàn lập một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thương hại, nâng tay lên đè ở bả vai hàn lập đẩy hắn vào trong đại điện động phủ mấy người đi vào bên trong cửa mới phát hiện trong đại điện ngoại trừ thành chủ đỗ thanh dương ra còn có bốn người bốn người này chính là đám người đội trưởng đi săn và giữ thành ngồi cùng hổ bí lúc trước bị đỗ thanh dương triệu kiến lúc này người mang hắn tới đây làm gì thấy thần dương dẫn hàn lập vào trong mắt đỗ thanh dương lóe lên một tia không vui mở miệng hỏi hồi bẩm thành chủ hôm nay ta đi săn trở về đúng lúc gặp phải người này định vượt ngục chạy trốn, liền xuất thủ bắt hắn lại, mang tới giao cho đại nhân trừng phạt. Thần Dương ôm quyền thi lễ một cái, nói, ô, lại có chuyện này. Đỗ Thanh Dương sau khi nghe xong, sắc mặt càng trở nên khó coi. Bốn người kia thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, đều có mấy phần sợ hãi. Gần đây canh phòng trong huyền đấu trường tựa hồ có chút sơ suất, thuộc hạ đề nghị chúng ta gia tăng thêm nhân thủ, phòng ngừa chuyện như lần này phát sinh lần nữa, lần kế thuộc hạ chưa chắc có thể gặp may mắn như vậy thần dương chắp tay nói thanh niên mặt chữ điền đứng ở bên cạnh đỗ thanh dương nghe vậy ánh mắt nước thần dương một cái trong mắt lóe lên một tia phẫn hận phòng thủ trong huyền đấu trường này là do y phụ trách hàn lập chạy trốn y sẽ bị trách phạt rất nặng không sai chuyện này ngươi làm rất tốt ghi nhận công lao ngươi trên mặt đỗ thanh dương dù không có cười nhưng vẫn tán thưởng nói thanh niên mặt chữ điền sau khi nghe xong thấy thành chủ không truy cứu chuyện này lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là việc thuộc hạ phải làm, nếu không có việc gì khác, thuộc hạ xin cáo lui trước. Thần Dương khom người nói, ánh mắt Đỗ Thanh Dương rơi vào trên người Thần Dương, thần sắc hơi do dự, quan sát chốc lát, sau đó than nhẹ một tiếng, nói, không cần vội, ta vừa vặn có chuyện muốn bàn bạc với ngươi. Thành chủ đại nhân có lệnh, thuộc hạ liền nghe theo sự phân phó của ngài. Thần Dương lập tức nói, Đỗ Thanh Dương vẫy vẫy tay, tỏ ý kêu gã tiến lên nói chuyện thần dương liền giao hàn lập cho giải đạo nhân trông coi bước nhanh lên buổi sáng hôm nay hổ bí được phát hiện chết trong phòng của mình đỗ thanh dương hạ thấp giọng mở miệng nói thần dương nghe vậy thần sắc bỗng nhiên biến đổi mặt đầy vẻ khiếp sợ hỏi hổ bí chết là xảy ra chuyện gì không biết bên ngoài thân hắn không có bất kỳ ngoại thương bên trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau chỉ là trong hai lỗ tai đều lưu lại vết máu đỗ thanh dương thấy gã phản ứng như vậy khẽ lắc đầu một cái nói bên trong lỗ tai có vết máu, vậy không phải là bị người độc hại. Không đúng, lấy khí lực của hổ bí, dạng độc dược gì mới có hiệu quả chứ? Thần Dương hoài nghi không hiểu nói, tạm thời không có đầu mối, lần này hắn chết, việc hắn đang làm lúc trước lại bị bỏ trống. Lần này ngươi bắt đào phạm có công lớn, vậy để ngươi thay thế hổ bí đi, tới chủ trì giả la huyết trận lần này, như thế nào? Đỗ Thanh Dương chậm rãi nói, đa tả thành chủ đại nhân, thuộc hạ nguyện làm chó ngựa theo sự phân phó của ngài. Thần Dương nghe vậy mừng rỡ, vội vàng ôm quyền nói. Trước khi tiến hành nghi thức, ta cần bế quan một đoạn thời gian, công việc bố trí huyết trận tiếp theo, cứ giao cho người phụ trách. Còn chuyện hổ bí bị hại ta sẽ phái người khác đi điều tra, các người tăng cường phòng ngự trong thanh Dương Thành, hết thảy công việc thời gian tới đều lấy giả la huyết trận làm chính, nhất định phải bảo đảm nghi thức tiến hành thuận lợi. Ánh mắt đỗ thanh Dương quét qua mọi người, nói, vâng, đám người thần Dương đồng thời ôm quyền nói. Sau đó, thần dương liền dẫn giải đạo nhân áp tải hàn lập rời đi không có trở lại huyền đấu trường mà trực tiếp nhốt hắn vào địa lao canh phòng sâm nghiêm thời gian thoáng một cái đã qua hơn một tháng trong địa lao tối tăm không chút ánh sáng cánh cửa nặng nề bỗng nhiên từ từ mở ra hai bóng người đi vào lệ đạo hiếu đã lâu không gặp gần đây vẫn khỏe chứ một giọng nói quen thuộc vang lên chính là thần dương đi theo sau lưng gã tự nhiên chính là giải đạo nhân đến giờ hàn lập ngồi ở một góc phòng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn gã một cái nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói thần dương nghe vậy hơi ngẩn ra ngay sau đó cười nói coi là vậy đi hàn lập không nói gì đứng dậy vỗ bụi đất trên người một cái đi trước một bước ra khỏi cửa tù mấy tên giáp sĩ thủ vệ ở bên ngoài lập tức tiến lên vây hàn lập vào giữa lui ra thần dương mở miệng trách mắng một đám giáp sĩ lập tức nhường đường ngay sau đó hàn lập đi vào trong thông đạo thần dương đi tới trước sóng vai cùng hàn lập đám người giải đạo nhân thì đi theo sau hai người lệ đạo hiếu chúng ta cũng coi như là quen biết ngươi còn có tâm nguyện gì không không ngại nói một chút có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay hoàn thành một hai mặt thần dương lộn nụ cười có chút trêu chọc nói ta hy vọng đạo hiếu tha ta một mạng đưa ta ra khỏi thanh dương thành có thể hay không thần sắc hàn lập không thay đổi nhàn nhạt hỏi cái này tự nhiên không được bất quá đạo hiếu nếu nguyện ý truyền thụ công pháp tu luyện cho ta ngược lại ta không ngại để cho cỗ khôi lỗi này thu lại thi thể ngươi ít nhất không để ngươi trở thành thức ăn trong miệng lân thú thần dương cười nói hàn lập cười nhạt không nói gì nữa mọi người đi dọc theo con đường lót gạch trong lòng núi một đường đi xuống rất nhanh đi tới một không gian dưới lòng đất chiếm diện tích không nhỏ kết cấu không gian nơi này tựa hồ là một hang động do thiên nhiên hình thành dưới đất chưa đi vào trong đó đã có một trận khí tức khô nóng hỗn tạp mùi vị ngai ngái chuyển đến khiến cho hàn lập không tự chủ được cau mũi một cái hàn lập đi vào bên trong liền thấy trong hang kiến tạo một tòa thạch đài cổ quái tương tự ngôi sao năm cánh chu vi thạch đài lớn cỡ mấy chục trượng cao hơn mặt đất ba thước chỗ trung tâm có hai lỗ hõm sâu cỡ một thước năm đỉnh nhọn ở xung quanh đều có một đài tròn cao tới sáu thước trên đài tròn có khảm một viên thú hạch to cỡ nắm đấm bề ngoài thú hạch sáng bóng trong veo bất ngờ tất cả đều là thú hạch địa cấp có phẩm chất cực tốt giờ phút này đỗ thanh dương và bốn tên đội trưởng đều đứng ở cạnh thạch đài tựa hồ đang đợi bọn họ đến chương 882, người làm cái gì vậy? Thành chủ đại nhân, người đã tới. Thần Dương dẫn đầu tiến lên một bước, cung kính thi lễ nói. Lúc này Đỗ thanh Dương đã thay một thân hồng bào mới tinh, liếc nhìn Thần Dương, khí khái uy nghiêm gật đầu. Tên đại hán đầu chọc lập tức đi lên phía trước, đẩy hàn lập lên bệ đá, tiến vào chính giữa lỗ khảm. Hai chân hàn lập vừa bước vào đã cảm thấy dưới chân có vài phần dính nhớp. Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện trong lỗ khảm có một chút chất dính màu đen, thoạt nhìn giống như huyết tương màu đen tích lại qua năm này tháng khác. Tuy những huyết tương này dinh dính, nhưng không hề hôi thối, chỉ là tản ra một mùi tanh nhàn nhạt, nhạt, Vào trận, sắc mặt đỗ thanh dương nghiêm lại, ra lệnh một tiếng. Mấy người thần dương lập tức phi thân lên, chia nhau rơi xuống năm đài tròn, mà chính y cũng chậm rãi đi tới bệ đá, tới chính giữa lỗ khảm khác, đối mặt với hàn lập, khoanh chân ngồi xuống. Tuy thần sắc trên mặt hàn lập không thay đổi nhưng trong lòng thì trùng xuống, sắc mặt càng thêm trầm xuống. Bắt đầu đi." Đỗ Thanh Dương tiếp tục nói. Đám người Thần Dương tuân lệnh, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, cũng không thấy đọc pháp quyết gì, chỉ là tất cả đều nâng một tay lên, nhấn vào miếng thú hạch địa giai kia, bản thân thì vận chuyển lực lượng tinh thần trong cơ thể. "Ô, ô, -n, n, g." Một hồi âm thanh vù vù như có như không vang lên, toàn bộ bệ đá theo đó hơi hơi rung động. Ngay sau đó, chỉ thấy thú hạch trước người năm người liên tục sáng lên hào quang. Từng đợt chấn động mạnh mẽ truyền ra từ bên trong từng sợi lực lượng tinh thần nhẹ nhẹ cũng theo đó tuôn ra, thuận theo từng đường vân khắc trên bệ đá, tập trung chảy về lỗ khảm phía Hàn Lập. Phốc phốc phốc, chỉ nghe một trận âm thanh vang lên, tầng huyết tương màu đen dính nhấp dưới người Hàn Lập sau khi hòa nhập với từng sợi lực lượng tinh thần, đột nhiên bắt đầu phun trào ùm ụp như suối nước, chạy dọc theo mắt cá chân của Hàn Lập, bao cả người hắn từ eo trở xuống. Trong miệng Hàn Lập phát ra một tiếng kêu đau đớn, lập tức cảm thấy cả người khô nóng khó chịu. Máu tươi trong cơ thể giống như sôi trào, Chân linh huyết mạch đã lâu không cảm thấy bạo động lần nữa hiện lên. Thịch, 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 hắn cảm thấy tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, muốn dẫy dụa nhưng trên người giống như bị đổ trì, nặng nề không thể động đậy. Sơn nhạc cử viên, ngân xí lôi bằng, thanh loan, hỏa phượng. Bên ngoài cơ thể hàn lập, từng đợt hư ảnh mông lung bắt đầu không bị khống chế hiện ra khiến người xem hoa mắt. Đỗ Thanh Dương ngồi đối diện hắn thấy một màn như vậy, càng thêm vui vẻ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ tham lam. Ha ha! Không thể ngờ được chân linh huyết mạch trong người ngươi lại phong phú đa dạng đến thế. Không uổng công ta nhẫn nại lâu như vậy, rất tốt, rất tốt." Đỗ Thanh Dương cười hắc hắc, không nhịn được mở miệng nói. Lông mày Hàn Lập nhíu chặt, nghiến răng, không mở miệng nói một câu. Đúng lúc này, thần sắc hắn đột nhiên thay đổi, đột nhiên cảm thấy trong người một trận khốn cùng. Hắn vội cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy dưới lỗ khảm còn có một rãnh máu liên thông về phía Đỗ Thanh Dương đối diện máu tươi trong cơ thể hắn lúc này giống như đang bị hút ra từng giọt từng giọt thuận theo rãnh máu kia chảy về phía đối diện nhưng huyết dịch chảy tới dưới thân đỗ thanh dương lập tức như nước suối dâng trào hóa thành một tầng màn sáng huyết sắc hình tròn bao phủ y trong đó a à, trong miệng đỗ thanh dương phát ra một tiếng gầm nhẹ đè nén hai tay nắm quyền thu lại bên người hai mắt dần hóa thành màu đỏ máu ngược lại lông mày hàn lập càng nhăn chặt cảm giác khốn cùng trong người càng nặng hơn Hắn có thể cảm nhận rõ ràng chân linh huyết mạch làm bạn với mình nhiều năm đang bị rút đi từng chút một. Tiếp tục như vậy, đừng nói chân linh huyết mạch, ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Nếu đã tới tình cảnh này, cũng chỉ có thể tạm thời thử một lần thôi. Trong lòng Hàn Lập thở dài một tiếng, tâm niệm vừa động, trường thiên bình nuốt trong bụng tự đảo ngược, chất lỏng màu đỏ như máu trong bình chảy ra, dung nhập vào cơ thể hắn. Cơ hồ trong nháy mắt, làn da Hàn Lập bị hấp chín như cua, biến thành một màu đỏ máu bên ngoài cơ thể hắn bắt đầu có từng sợi xương mù màu hồng phấn toát ra. Đỗ Thanh Dương đang chìm trong cảm giác thoải mái khi chân linh huyết mạch nhập vào cơ thể, khóe mắt liếc qua một màn này, cũng chỉ cho là dị tượng khi huyết dịch trong người Hàn Lập sắp bốc hơi khô, cũng không để ý. Không bao lâu, hai mắt Hàn Lập trợn lên, làn da bên ngoài giống như bị nứt nẻ, hiện ra từng vết dạn như mai rùa, nhưng bên trong cũng không thấy chút máu nào chảy ra. Giờ phút này trong cơ thể hắn, chân linh huyết mạch khác coi như an ổn, chỉ có huyền vũ huyết mạch kia trở nên sao động không thôi như thủy triều không ngừng trào lên trong huyết quản hắn loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì trước đó đã từng trải qua vậy nên vẫn có thể nhịn được dù như vậy máu tươi của hắn chảy ra ngoài vẫn không có chút dấu hiệu dừng lại ngược lại vì huyết dịch bắt đầu khởi động khiến rãnh máu kia theo đó càng nhanh hơn chảy vào trong lỗ khảm đối diện nhưng mà khi những huyết dịch này bắt đầu hòa nhập vào cơ thể đỗ thanh dương đôi mắt y lập tức trợn lên trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc Màn huyết sắc bao phủ bên ngoài cơ thể y không ngờ lúc này giống như sôi trào, bên ngoài có từng bong bóng khí huyết sắc bắt đầu bốc lên ủng ụp. Trong miệng Đỗ Thanh Dương phát ra một tiếng kêu đau đớn, lúc này cảm thấy mạch máu trong người, tính cả huyết dịch vốn là của y cũng bắt đầu bạo động kịch liệt, trình độ cuồng bạo gấp trăm lần so với trong cơ thể Hàn Lập. Lấy khí lực mạnh mẽ của y cũng cảm thấy giống như bị xé nát. Ha, trong miệng Đỗ Thanh Dương phát ra một tiếng hét to, hai tay mạnh mẽ hợp lại trước người, xương cốt toàn thân rung động đôm đốp, hơn 200 chỗ huyền khiếu quanh người liên tiếp sáng lên, trên da thịt ngoài thân cũng theo đó hiện ra một tầng bạch quang mờ ảo. Dưới tầng bạch quang này bao phủ, huyết dịch cuồng bạo trong cơ thể tựa hồ tạm thời bị áp chế, không bạo thể mà ra. Y chỉ nghĩ là chân linh huyết mạch này vốn cuồng bạo, không biết là do chất lỏng đỏ sậm từ cái bình hàn lập ăn vào quấy phá. Thời gian trôi qua, tốc độ sói mòn huyết dịch trong người hàn lập không những không chậm lại, ngược lại càng ngày càng nhanh. Sắc mặt hắn dần trở nên trắng bệch, Thần quang trong hai mắt cũng có chút tan rã. Đỗ Thanh Dương cắn chặt hàm răng, nhìn đủ loại biến hóa của Hàn Lập phía đối diện, trên mặt giữ tợn lại lộ ra một vòng ý cười tàn nhẫn. Trong người một nhân tộc lại có thể dung nạp nhiều chân linh huyết mạch như thế, mà vẫn có thể khiến chúng ở chung hài hòa, thật đúng là không dễ. Lúc đầu muốn ném ngươi vào trong huyền đấu trường, thông qua chiến đấu chém giết lần lượt để giã tính của chân linh huyết mạch trong cơ thể ngươi ăn mòn một ít, không nghĩ tới vẫn cuồng bạo như cũ. Đỗ Thanh Dương nghiến răng nói: sắc mặt Hàn Lập càng khó coi, cả người giống như bị rút hết sức sống, căn bản vô lực nói chuyện với y. Hắn chỉ có thể dựa vào một chút bản năng, đồng thời vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công và vũ hóa phi thăng công, muốn dùng lực lượng tinh thần giữ lại một chút huyết dịch đang chảy ra ngoài, nhưng hiệu quả lại cực nhỏ. Chẳng qua vào lúc này, dị biến xảy ra, chỉ thấy tầng hào quang mờ ảo bên ngoài cơ thể Đỗ Thanh Dương lóe lên, một hư ảnh sơn nhà cử viên hiện ra, hai tay đấm ngực cuồng bạo. Bên kia, một hư ảnh thanh loan giấy rúa bay ra, ra sức bay trên trời. Một bên kia lại có tia sáng trắng sáng lên, một hư ảnh lôi bằng điện quang quấn quanh, cũng giống như muốn thoát ra. Hư ảnh chân linh trước đó xuất hiện bên ngoài cơ thể Hàn Lập lúc này đều lơ lửng hiện ngoài thân Đỗ Thanh Dương, nhưng khác với trạng thái tương đối vững vàng của Hàn Lập bên này, hiện giờ toàn bộ hư ảnh chân linh đều trở nên cực kỳ cuồng bạo. Hai mắt Đỗ Thanh Dương bỗng nhiên trợn lên, toàn thân truyền đến từng đợt lực lượng xé rách vô cùng cường đại ngay cả y cũng không nhịn được phát ra một tiếng gào thét sung trời. Cùng lúc đó, làn da ngoài thân y cũng hiện ra từng đường vân dạn giống hàn lập, chẳng qua thứ không giống là, trong vết dạn của y đều là màu đỏ máu, đúng là làn da bị xé ra từng đạo vết thương cực nhỏ mà dày đặc. Từng sợi huyết dịch đỏ thấm chảy ra thành dòng, trong nháy mắt đã ướt xuống quần áo của y. Năm người thần dương xung quanh thúc dục đại trận thấy thế, sắc mặt đều biến đổi, không biết phải làm sao. Không được ngẩn người, nhanh dùng toàn lực vận chuyển đại trận, trợ giúp thành chủ đại nhân hấp thu huyết mạch. Thần Dương bỗng cao giọng quát một tiếng, mấy người còn lại nghe vậy, thần sắc hơi bình tĩnh, bàn tay nhấn lên thú hạch trước người, dùng toàn bộ lực lượng tinh thần quán trú vào đó. Nhưng vào lúc này, khóe miệng Thần Dương đột nhiên lộ ra một vòng tươi cười quỷ dị, nâng một quyền lên, mạnh mẽ đập xuống thú hạch trước người mình. Phanh một thanh âm vang lên, miếng thú hạch địa giai kia phát ra tiếng vỡ vụn, lực lượng tinh thần màu trắng lập tức văng ra, tiêu tán như khói bụi trong không trung thần dương điểm mũi chân một cái lướt ra sau một màn này phát sinh quá đột ngột đến mức tất cả mọi người đều không kịp phản ứng trong nháy mắt toàn bộ già la huyết trận đột nhiên mất cân bằng một hồi hào quang rung động mạnh từ trong liền truyền ra một cỗ lực lượng xé rách vô cùng cường đại mọi người trong đại trận giống như đột nhiên bị cỗ lực lượng này giam cầm ai cũng không thoát được thần dương ngươi làm gì vậy đỗ thanh dương thấy thế giận tím mặt nói thành chủ đại nhân không có gì, chỉ là thoáng cải biến một chút giả la huyết trận của ngài. Về phần hiệu quả thế nào thì ngài phải tự mình kiểm nghiệm rồi. Thần sắc thần dương không thay đổi, vừa cười vừa nói. Y vừa dứt lời, một trận âm thanh gió hồ đột nhiên sinh ra. Màn sáng huyết sắc bao phủ bên ngoài cơ thể đỗ thanh dương mạnh mẽ khuếch trương ra, hóa thành một vòng xoáy huyết sắc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ giả la huyết trận, toàn bộ mấy người trong đó cũng bị bao phủ vào trong. Bốn người đại hán đầu chọc kia thấy tình thế không ổn, cũng muốn rời khỏi pháp trận, nhưng đã chậm. Bàn tay của bọn họ bị miếng thú hạch trên mặt đất gắt gao hấp thụ, cả cánh tay gần như đều biến thành màu đỏ máu. Cùng lúc đó, trên người họ cũng nổ phanh 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 không thôi, từng huyền khiếu liên tiếp sáng lên, lực lượng tinh thần trong cơ thể cũng giống huyết dịch trong người, không kìm được bị vòng xoáy huyết sắc hấp thụ. Tình huống của Đỗ Thanh Dương trong đại trận cũng như vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn mấy người khác. Nhưng tu vi của y cao hơn, ngược lại có thể chống cự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không làm nên chuyện gì. Lúc này hai mắt y một màu đỏ máu, khóe mắt giống như có huyết lệ chảy ra, trong lòng càng phẫn hận không thôi.